Happy Sunday. Mà hôm nay là ngày 20 tháng 10 trong giấy đề. Chắc chắn là 20 tháng 10 ha, không có sai dịch phải không? Mong là vậy. Vâng, Thúy Trần Đó. xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi livestream của ngày Sunday nhớ vị. Đó, mình lại thêm một cái tuần mới nữa rồi. Đó, mới đây thêm còn 10 ngày nữa là cái hết tháng nữa rồi ha. Ồ, lẻ tháng 10 đi cũng lẻ quá hả? Tháng 10 Còn 10 rồi. ngày nữa. Hay gì giống Thanksgiving Lâm chị Bị nói tháng 10 chưa cười đã sáng hay không? Hay là chưa cười đã tối? tháng 10 chưa cười Chưa cười đã tối. chưa Chưa cười cười đã chưa cười đã sáng. sáng. Không biết. Em thấy hai Cheers. cái nào em thấy cũng đúng hết, không có gì hết. Chưa Cầm cười ly đã nặng quá sáng. cầm nổi làm sao vậy? Làm cầm tay này. Giờ tập dùng tay trái nó hơi bị ngượng ngượng. Nãy mới ăn ăn gỏi cuốn xong. Yeah, ngon. No quá gỏi cuốn đó không ngon. Nói chung là em Nhưng thấy có đi được ăn uống đó quý vị, nhiều khi giống như kim cương cũng vậy. Những cái cơ bản á là nó phải ngon thì mình mới đoán được những cái món sau họ nấu ngon. Ví dụ như gỏi cuốn em thấy nó rất là dễ mà nó cũng không phải là dễ. Tại vì cái gỏi cuốn đầu tiên là một cái quan trọng là mình phải bánh tráng hả? Cái bánh tráng nó phải có cái độ dẻo rồi có cái độ mềm đó. Rồi cái tiệm bánh tráng hồi nãy Lâm chú ý như có chị đó chỉ tặng cho gỏi cuốn mà cuốn lúc hai cái bánh tráng để cho nó đừng đừng có bị bể là mình thấy mất thẩm mỹ. Ăn vô rồi nó mất ngon, ăn vô nó đầy bụng luôn, rồi nó nở ra cái bánh tráng mà cứ chẳng biết là nếu mà cứ chẳng ngâm ở trong nước á nó nở ra nha, dày lắm luôn một cái bánh tráng. Cho nên là nói cái bánh đồ ăn thì cũng liên tưởng tới kim cương cũng vậy. Quý vị biết khi mà nhận một cái nhẫn hộp xoàn á, quý vị biết nhận cái nhẫn hộp xoàn là thông thường nếu mà quý vị nhìn vô một cái cháu á, ví dụ như cái Trần nhìn vô cái cháu hột xoàn quý vị, mình phải nhìn vô là mình thấy bốn cái cháu á, nó phải bám sát vô cái viên hột xoàn. Cái đó là cái cơ bản của một người thợ biết nhận hột xoàn. Tại vì nhiều khi nếu mà mình nhìn vô cái nhẫn hột xoàn mình sẽ để ý có rất nhiều người thợ người ta nhận cái viên hột xoàn. Ví dụ như để em ví dụ nha, ví dụ sao cầm gì ví dụ đây, ví dụ như cái phone đi, cái phone là cái viên hột xoàn nè quý vị. Cái cháu hột xoàn mình nhận cho mình thấy họ thợ nó vậy thôi, hình thợ nhận vậy nè đó, nó vậy thôi quý vị. Đó là thợ không có đúng, chưa có học trong đúng trường lớp ra. Thợ đúng trường lớp ra là cái cháu này nó phải bám sạc vô cái viên hột xoàn, nó phải nằm vậy nè quý vị, chặt vô như vậy, không đúng có một cái rồi. chỗ hở. Cho nên rất là nhiều những người thợ khi mà quý vị nhìn cái cơ bản họ nhận hột xoàn đó, nó chỉ ngang đây thôi, nó vẫn hở vậy nè đó. Cái viên hột xoàn thì nó đụng vô cái cháu nhưng mà cái cháu nó nằm vậy nè, nó không có nằm xuống như vậy. Đó là cái kỹ thuật. Cho nên là khi mà mình nhìn một cái sản phẩm cũng giống như mình đi ăn cũng vậy, những cái món đồ ăn em thấy rất là cơ bản như là cháo. Cháo dễ lắm nhưng mà không có dễ. Cái texture của cái cháo, gỏi, gỏi gà ha, dễ không? Gỏi gà là gồm cái nguyên liệu gì, là chỉ có gỏi rồi bắp cải rồi hành, củ hành ha, phải nói là củ hành rồi mà trong cái gỏi nó phải có một cái quan trọng nữa, nó cần phải có tiêu, nó cần phải có rau răm, nó có những cái rất cơ bản nhưng mà khi họ trộn lên nhiều người làm cũng không ra món gỏi. Cho nên là trong cái ngành trang sức cũng vậy, khi quý vị đi mua kim cương quý vị cứ tưởng là ở đâu người ta cũng giống nhau, người thợ nào làm cũng giống nhau. Tại sao có người thợ nhận cái hột xoàn cho quý vị họ tính quý vị 10 đồng, có người thợ tính 100 đồng, có nhiều người thợ tính 400 đồng để nhận một cái nhẫn hột xoàn. Cho nên là mỗi chúng ta sẽ có một cái nhận định khác nhau về cái giá trị. Tuy nhiên thì Lâm chủ nghĩ là trong tất cả bất kỳ cái công nghệ hay là cái ngành kinh doanh gì, mỗi cái sản phẩm nó có một cái giá trị. Nhưng mà để cái giá trị đó được tôn vinh lên, được nằm đúng vị trí thì cái sản phẩm đó nó phải nằm ở đúng một cái thương hiệu. Công ty chúng tôi có cái thương hiệu Lâm Trường Vĩ Diamonds và chúng tôi sẽ tiếp tục những chương trình sale đặc biệt trong cái tháng 10. Và mình sẽ bước vô một cái mùa lễ holiday năm nay là lễ Thanksgiving rất là tuyệt vời quý vị. Cho nên là tất cả mọi sản phẩm ngày hôm nay là chương trình gần như là cuối cùng của tháng những chương trình cuối của mùa thu phải không? Tháng tháng 10, tháng 11 là mùa thu hả? Đúng rồi.
Lâm Trường Vĩ sẽ gửi đến quý vị những chương trình on sale giá rất là rẻ nha quý vị. Số phone trực tiếp của công ty là 310-968-0577, một lần nữa 310-968-0577. Và chúng tôi, quý vị nào mà muốn mua sắm, quý vị chỉ cần nhắn tin số thẻ credit card, địa chỉ shipping và chúng tôi ship hàng đi cho quý vị khắp nơi tại Hoa Kỳ và Canada và Úc Châu. Xin mời quý vị bước vào chương trình ngày hôm nay. Đây, mẫu nào là mẫu đầu tiên? Nhiều quá không biết. Ok quý vị, cà phê hả? Cũng được, nếu mà có thì cho em ly cà phê cũng được. Cà phê sữa đá pha hả? Mua hả? Thôi khỏi mất công mua. Em tưởng có. Thôi uống rồi cái hết ngủ được tối nay mất công. Thôi cảm ơn chị. Giờ đang chuẩn bị uống cà phê đó quý vị, nhưng mà thôi phải để dành sức đi, em sợ tối uống thì ngủ không được. Đây là mẫu thiết kế số 1 ngày hôm nay, là một cái thiết kế nhìn vô quý vị thấy nó đẹp không, nhìn cái giác cắt của cái viên đá này nè. Đây là một cái viên đá wow, cái viên đá này là cái gì ha, cái này là amazing nha quý vị. Em phải nói là quý vị là wow, cái này là một cái viên đá London Topaz. Nhưng mà nó đẹp quá. Phải nói thật sự là cái này nó rất là đặc biệt quý vị. Cái viên này là gần 16 carat, được làm bằng vàng 18 và nạm kim cương. Và mẫu này, cái giá trị của cái viên này 16 carat này á, ít nhất là phải trên $1,500. Bởi vì cái viên Topaz này, một viên Topaz nó quý vị đeo cái này, quý vị sẽ thấy nó hoàn toàn nó không giống những cái viên Topaz khác. Lý do là đây là cái nó cắt giống như của kim cương vậy đó quý vị, giống như một viên hột xoàn mà Blue Diamond, được thiết kế kim cương vàng 18. Và xong chuẩn bị xin gửi đến quý vị giá là $730 cho mẫu này, $730 nha. Rồi quý vị thấy cái viên đá này nó rất là dày nha quý vị. Nó dày, cho nên cái sự lấp lánh của cái viên đá này thì không thua kém gì viên kim cương. Nó rất là chiếu và nó trong suốt luôn. Cái này đẹp quá. Đó, rồi, đẹp đó là mẫu thiết kế số 1. Quý vị nào lấy mẫu thiết kế này xin quý vị gọi trực tiếp cho công ty, số phone là 310-968-0577 nha. Và chúng ta sẽ bước 720 đô la nha. Rồi quý vị, và chúng ta sẽ bước vào mẫu thiết kế số 2 ngày hôm nay. Xin mời quý vị nhìn lên màn hình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái thiết kế này, là một cặp bông tai. Cặp bông tai kim cương kiểu khoen. Và cái này là mình chắc mình cũng cố ý để quý vị đeo chung với cái mặt dây chuyền Topaz này đó quý vị. Cái cặp bông tai này là những viên hột xoàn ở trên đây là bao nhiêu viên, cái cần đếm thử cái bông tai khoen nha. Đây đem đo nhận hột xoàn, đây là nước đi VVS Clarity, mỗi viên hột xoàn ở đây là 2 ly, cái này là 2 ly rưỡi quý vị. 8 viên cho mỗi viên bằng vàng trắng 14K nha. Cái đôi bông tai này với những viên kim cương nước đi VVS nhớ về rất là trắng và nhận theo cái kiểu chấu channel setting nó nằm ngay chính giữa, và những viên kim cương nó hiện ra sáng lấp lánh. $760 cho cặp bông tai này. Cái kiểu bông tai này, cái bản bề ngang nó ôm sát vào trái tai rất là to. Mà cái này là mình có những cái viên hột xoàn, đây là VVS Clarity, được làm bằng vàng trắng 14K nha. Đó, quý vị đã thích một đôi bông tai kẹp lại và đi với những viên kim cương rất là trắng sạch đẹp. 16 viên kim cương, 8 viên cho mỗi bên. Như một con sò quý vị, rất là dễ thương nha. Mà cái độ dày của nó cũng rất là dày dặn, 760 đồng cho một đôi bông này. Wow, đó là mẫu thiết kế số 2. Nói tới một cái kiểu bông tai kẹp mà khoen bự á, thì quý vị cũng thấy rồi, ngày hôm nay là giá trị vàng amazing quý vị, cứ tiếp tục tăng. Những ai mà sở hữu kim cương càng nhiều thì quý vị càng cảm thấy giàu có hơn, bởi vì tài sản quý vị nó cứ mỗi ngày nó mỗi tăng dần theo thời gian hả. Cho nên là rất là vui để mà có được những cái chia sẻ đó đến với tất cả quý vị. Nhưng cái điều quan trọng đây là khi mà quý vị thấy giá vàng tăng mà công ty mình vẫn không thay đổi những cái giá sản phẩm. Có nghĩa là những cái sản phẩm này nếu chúng tôi bán rồi, chúng tôi sẽ không có replace lại. Nghĩa là mình sẽ không mua lại những sản phẩm này mà mình sẽ đi mua những cái khác để mình bán lại. Lý do là mình, cho dù mình bán được cái thiết kế này, mình cũng không làm lại. Bởi vì nếu mình làm lại thì cái giá trị của những sản phẩm này mình sẽ bán giá cao hơn rất là nhiều nha quý vị. Rồi chúng ta sẽ qua mẫu thiết kế số 3. Ngày hôm nay là một cái bộ này rất là đặc biệt. Đố cái trần bộ đá này là đá màu gì đây?
Biết đã rồi. Cái màu này đẹp nha. Cái bộ này thì mình gồm có bông tai và nhẫn nha quý vị. Họ đi với những viên đá queen. Cái này em nghĩ là đá peridot hả? Peridot. Và cái cặp bông tai này quý vị ơi, cái giác cắt của hai viên đá này nó chiếu lắm nha. Nó đi một cái kiểu hình hình vuông. Đó, nhưng mà họ đi cái giác cắt nó rất là sáng, đẹp với cái màu xanh green. Phải nói rất là và cái đó đi cái kèm chung mấy với cái một bên đó. Đi kèm chung với một chiếc nhẫn. Wow, cái nhẫn là được thiết kế bằng vàng màu trắng luôn nha quý vị. Rồi đây em coi nguyên cái bộ này bao nhiêu tiền đây. Cái set này á, cái set này. Cái set này là em thôi bây giờ cái set này em không có nhớ giá đâu quý vị. Bỏ cái set này vô đi. Tại vì không có nhớ giá. Ok, rồi bây giờ mình qua cái mẫu thiết kế số mấy? Dạ, bây giờ qua số 3. Số 3, ok rồi, qua số 3 là cái mẫu này đi nha quý vị. Sorry cái mẫu đó nha. Em có cái mẫu thiết kế số 3 này rất là đẹp. Thay vì cái mẫu màu xanh đó thì em gửi đến quý vị mẫu màu hồng. Đây, cái bộ màu xanh này nè quý vị, đây là cặp bông tai đẹp không? Đây là đá gì? Pink Sapphire, cặp bông tai này là của thương hiệu FV luôn quý vị. Được thiết kế design bằng vàng 14K cho cặp bông tai này. Được ghép lại với những viên sapphire tạo thành một cái viên to và cái mặt dây chuyền là một viên sapphire. Đường kính của viên này là khoảng đâu đó là 8 ly nha quý vị, 8 ly rưỡi. Cái mặt dây chuyền này Lâm Chủy gửi đến quý vị giá là 790 đồng. Và cặp bông tai Lâm Chủy gửi đến quý vị giá là 850 đồng. 750 đồng và 850 đồng cho nguyên cái set này. Tất cả được thiết kế bằng vàng 14K mà đẹp lắm. Cái bộ sapphire này quý vị sẽ không thấy ở đâu có đâu. Tại vì đây là những viên sapphire thiên nhiên màu hồng xuất sắc luôn quý vị. Quý vị nào thích màu hồng mà nhìn giống kim cương quý vị. Thay vì kim cương thì quá mắc đi. Chẳng hạn kim cương hồng á. Thì bây giờ mình dùng đá sapphire. Mọi người thấy không? Nó đâu có thua kém gì kim cương đâu. Rất là đẹp, rất là sáng, rất là chiếu. Họ đi 4 viên kim cương hình vuông cho mỗi bên. Nhìn giống như một viên kim cương 1 carat hình vuông. Họ làm xuất sắc nhớ vị. Và những viên đá sapphire màu hồng này tuyệt vời. Bằng rose gold anh kết với kim cương. Rồi bông tai đông đưa. Rất là dễ thương nha. Một lần nữa đôi bông là 750 đồng. Rồi mình nói tới cái mặt dây chuyền. Vâng, một mặt dây chuyền với một quà anh chị. Đó quà của ai? Giọt nước. Trời giọt nước nhiều quá vậy. Nhớ về cái khoen ở quá trên. Quá nhiều vậy cho em ít thôi, cầm như nặng từ Việt Nam quá mà cầm nhiều dữ vậy. Rồi thêm một viên đá sapphire. Lại coi thử có gì vậy ngon không được. Lấy qua giùm. Dạ. Trời ơi tuyệt tự. Đây. Wow. Cua. Ngon rồi nha. Cháo trắng. Cháo trắng. Ăn ốc miêu cũng được. Cái này cua cốm hả chị? Con đồng. Cua đồng hả? Để ăn tầm gia vị. Này bột tinh nghệ ông bột tinh nghệ không? Giống rau xanh không? Mấy bữa mình cô gì á em cho cô cũng cho cái này giống nhưng mà chắc là mỗi loại mỗi khác. Kia là vo viên rồi, cái này là để nguyên ha. Bánh đậu xanh này khác loại hay cùng loại? Khác loại. Khác loại hả chị? Ba loại khác nhau. Nó có trà xanh gì á? Có trà xanh hả? Có trà xanh hả? Cảm ơn chị nhiều. Trời ơi mấy cái này nặng quá, chị cho em một cái được rồi. Chị mua chị cho nhiều dữ vậy chị. Còn cho đậu gì nữa mà cho cái gì quên rồi. Hạt sen tươi nữa hả? Rồi tôm nữa hả? Chị đem nguyên thùng luôn ấy. Thôi lần sau chị đem một cho em một hai cái vậy là được rồi. Đừng có đem gì nặng quá. Trời ơi. Thank you. Còn không nữa kìa. Đây, cuối trần ăn thử đây nè, ngon quá. Matcha phải không? Matcha rồi. Matcha. Nãy mang cái kia rồi cũng ngon lắm. Ngon. Cảm ơn. Phải trà nóng. Thank you chị nhiều nha. Đi Việt Nam nhiều hơn nữa để mình có quà nha. Trà xanh. Xin mời quý vị qua mẫu thiết kế số 4. Phải không? Số 4 ngày hôm nay là cái gì? Số 4. Xin mời quý vị đến với một cái giỏ sách. Giỏ sách này đặc biệt không? Cái giỏ sách này có cần thấy không? Wow. Mình thấy cái giỏ sách không quý vị nè, cái giỏ sách này nó dễ thương gì đâu á. Cái này hiệu gì vậy ta? Cái hiệu gì mà nó dễ thương á? Em biết cái hiệu này rồi.
Đó, có cái hoa bốn cánh đây nè. Rồi. Trời nó dễ thương gì đâu quý vị ơi, đẹp lắm nha. Họ đi với những viên xà cừ mà nhìn nó sang lắm nha. Rất là sang. Đó, y chang như một cái túi xách thiệt quý vị. Họ làm phải nói đây, không biết làm sao mà họ làm được mấy cái này, em thấy cũng công phu quá, thiệt. Tại quý vị biết mà mình làm những cái này không phải dễ làm đâu. Đó, cái từng chi tiết một độc đáo nó nặng ghê á, nặng quý vị nhìn lên đây là quý vị thấy họ làm cái kiểu này là kiểu gì quý vị? Họ làm rất là chi tiết, được làm mother of pearl bằng bằng cái vỏ của con abalone đó quý vị. Em biết mở làm sao đây nữa không? Em mở không? Giật ra tay em sợ à, giật ra. Ồ, đẹp chứ, mở nắp ra được, đóng nắp lại. Mẫu này là được làm từ bên Italy, được làm bằng vàng 18K. Và cái túi sách này Lâm Sĩ gửi đến quý vị giá rất rất là đặc biệt ngày hôm nay quý vị, 1090 đô la. Wow, bảo đảm quý vị túi sách này sẽ không có cái thứ hai. Quý vị nhìn những cái chi tiết ở trên đây, họ cắt từng cái mảng abalone, abalone là cái vỏ của con bào ngư á, họ gắn lên đây, họ làm thành một cái mặt dây chuyền xuất sắc như vậy. Và tất cả những cái viên kim cương ở đây được thiết kế hoa bốn cánh của Signature, của một thương hiệu trang sức rồi đó, được làm bằng vàng trắng VVS cái này, Clarity. Cái mà đóng cửa không? Đóng cửa cho chị. Dạ. Ok, cái chị mặt cảm dây chuyền này nha. Nha, quý vị nào mà có cái sợi dây chuyền kim cương hoặc quý vị có một cái sợi dây chuyền Diamond by the Yaw, quý vị đeo cái này rất là đẹp nha. Nó sang. Nếu mà quý vị đeo những cái sợi dây đó thì nó làm cho cái mặt dây chuyền này lại càng sang hơn. Đó, em nói rồi, đeo lên đẹp lắm, không thua kém gì đồng. À, với những viên kim cương mà nó có cái đặc biệt riêng của nó. Cái này nó gọi là thuộc là nghệ thuật luôn nha quý vị. Rồi và chúng ta sau qua mẫu thiết kế số 5 ngày hôm nay. Mẫu thiết kế số 5 ngày hôm nay cũng đặc biệt lắm, chương trình tháng 10 sao mà hay quá. Xin mời quý vị đến với một bộ kim cương gồm bông tai và bông tai hộp xoàn 4 ly và chiếc nhẫn hộp xoàn là 5 ly. Ồ. 4 ly và 5 ly nha. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. À, ngon. Rồi, cho miếng nước nữa đi. Cặp bông tai 4 ly này thiết kế như là một cái hoa tulip. Ở xung quanh là những viên hộp xoàn 2 ly. Ở chính giữa là một viên hộp xoàn 4 ly VVS Clarity, được làm bằng vàng trắng. À, cái mẫu thiết kế này được làm bằng vàng 14K, tuyệt vời nhưng có vị vàng trắng. Rồi nói đến cặp bông ca chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn là một viên hộp xoàn 5 ly, nước E Color nhưng có vị VS Clarity, vỏ được thiết kế. Wow, được design cũng trong một cái vỏ kim cương. Cái đôi bông tai này nó lấp lánh lắm, nhiều quý vị sẽ thích vỏ lắm. Vỏ thiết kế design bằng vàng 18K. Và cái nhẫn này, cặp bông tai Lâm Chủy gửi đến quý vị giá là 1.250 đô la. Và chiếc nhẫn này Lâm Chủy gửi đến quý vị giá là 1.150 đô la. Nha. Nhẫn. Ờ, nếu mà quý vị được miếng đó, ăn hết luôn rồi. Cái này trà xanh. Nó có cái vị trà xanh. Rồi quý vị thấy cái đôi bông tai này không? Ai mà thích đeo một cái đôi bông tai to, đó, thay vì mình đeo một cái viên kim cương to mấy carat thì bây giờ mình không cần bỏ một cái số tiền nhiều để mình đeo cái đôi bông đó, mà đây mình cũng vẫn có một cái đôi bông to đủ sự lấp lánh, đủ sự chiếu rực rỡ, nhìn giống như viên kim cương to. Có người bạn em nói là giấy toilet paper sẽ ít bị hiếm không, tại vì đóng cửa cái dạ, cái port vậy phải không? Dạ, nhưng mà mấy tiểu bang khác chứ phải Cali. À vậy hả? Cho nên mình không có lo. Ồ vậy hả? Check rồi phải không? Dạ, bên East Coast thôi chứ không ở đây. Ồ ok, vậy an toàn rồi phải không? Dạ. Vậy là không cần đi mua trước phải không? Dạ, không cần. Nhưng mà nếu mình muốn mua thì mình mua, mình để dành, đâu có bị gì đâu. Đó, nhưng mà cái đó mình theo mình thôi. Rồi. Không có chỗ chất, nhiều quá. Đó, 1.250 đồng cho cặp bông này thôi nhớ vị. Rồi nói tới chiếc nhẫn, quý vị thấy rồi, đây là một viên kim cương khoảng 4 ly mấy, 5 ly. Đi hai vòng kim cương và một cái đường kim cương dọc hai bên. Rất là sáng, rất là chiếu và trắng đẹp nha. 1.150 đồng. Nếu quý vị nào thích nguyên một cái bộ này, còn không mình mua nhẫn cũng được hoặc đôi bông cũng được, tùy mình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Đây là một cái bộ kim cương rất là dễ thương. Lâm Chủy thấy cặp bông, quý vị không cần mua chung nguyên một set, quý vị mua riêng cũng được. Cặp bông tai riêng, rồi chiếc nhẫn riêng. Đó là một cái bộ mà
cái cặp bông tai phải nói rực rỡ vô cùng, rất là rực rỡ, mà mình chỉ có một cặp bông đó thôi. Lâm Trường Vĩ có một cái cuộc hẹn trong tuần này, tuần coming up dưới cái tháng 11, thứ tháng 10. Chúng tôi sẽ có một cái chương trình đặc biệt trên kênh YouTube của Lâm Trường Vĩ bắt đầu năm 2025, nhưng mà thực sự Lâm Trường Vĩ đang làm việc với những cái công ty và hiện giờ nhân viên thì cũng chưa biết chương trình mới đâu quý vị, nhưng mà Lâm Trường Vĩ chỉ thông báo cho quý vị biết là năm 2025 chúng ta có rất là nhiều những cái dự án mới, những cái chương trình mới, và chắc chắn sẽ đem đến quý vị rất là nhiều những cái sự hấp dẫn. Và một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị. Chúng ta sẽ bước qua mẫu thiết kế kế tiếp là số mấy? Số 6 sẽ là một cái bộ ngọc trai. Số 6 đây là một cái bộ ngọc trai, đẹp chưa? Cái bộ ngọc trai này gồm chiếc nhẫn ngọc trai và ruby đỏ, và đi kèm chung với một cái mặt dây chuyền và luôn sợi dây chuyền nha quý vị. Mặt dây chuyền dễ thương lắm, đẹp quá. Đó, nguyên cái bộ này rất là đẹp. Đó, cái sợi dây chuyền của cái mặt dây chuyền này cũng tuyệt vời luôn nha, to bằng cái đồng 25 cm nha quý vị, cho chiếc nhẫn á. Và cái viên ngọc trai đậm đỏ thật là bao nhiêu ly. Wow, cái mặt dây chuyền ruby màu đỏ. Nguyên cái bộ này của Effie, mặt dây chuyền bằng vàng 18. Lâm Trường Vĩ gửi đến quý vị nguyên cái sợi mặt dây chuyền này cộng luôn sợi dây chuyền nha quý vị. Chỉ có, oh my god, cái viên ngọc sành chính giữa là 3,5 ly. Lâm Trường Vĩ gửi đến quý vị cái bộ này, em coi bao nhiêu nè. 690 đồng cho cái mặt dây chuyền. Cái bộ này là của Effie nha quý vị, và cái nhẫn này là 4,000 đô la. Thì ngày hôm nay Lâm Trường Vĩ sẽ để cho quý vị chiếc nhẫn này, là cũng là một cái viên ruby màu đỏ nha. Chiếc nhẫn này Lâm Trường Vĩ để cho quý vị chiếc nhẫn này với giá chỉ có 790 đồng. 790 và 690 hả? Con số đẹp nha. 790 cộng với 690, nguyên cái bộ này là nhiêu? Cái bộ này là 1,480 mà quý vị. Cái bộ này quý vị mua, oh my god, cái bộ này phải nói là rẻ thiệt nha quý vị. Cái nhẫn này là 4,000 mấy lần đó quý vị. Để em coi coi. Cái này coi giãn được ha. Dây chuyền mình có thể rút nó. Cái nhẫn này là chỉ có 790 đồng. Ok quý vị, cái nhẫn này đúng là 850 đồng. Nhưng mà 850 đồng, nhưng mà Lâm Trường Vĩ lỡ nói quý vị là 790 thì Lâm Trường Vĩ để nguyên cho quý vị 790 rồi xong nha. Cái sợi dây á, mình có thể mình kéo dài hoặc là ngắn mình làm được, nhưng mình lại chết được đằng sau nhớ vị. Nhớ quý vị đừng có lo cái sợi dây chuyền đó, nó rất là dễ cho mình rồi. Ai thích đeo dài thì mình kéo nó ra đó. Một lần nữa, đây là một cái sợi, cái mặt dây chuyền chỉ có 690 và chiếc nhẫn chỉ có 790 thôi nhớ vị. Chiếc nhẫn đẹp quá ha quý vị, nhìn vào cái chiếc nhẫn này làm sao mà thật sự để mà 790 đồng. Mỗi vị thấy ruby đi với 5 cái cánh hoa mà ruby họ nhận, rất là nhiều ruby pave. Nhìn cái màu sắc của ruby này phải nói là xuất sắc luôn. Và ngay chính giữa lại là một viên ngọc trai, đường kính là 11 ly, trắng đẹp xuất sắc luôn. Nguyên cái bộ ruby, và xin mời quý vị bước qua mẫu thiết kế số mấy kế tiếp nữa đây? Số 7 ngày hôm nay sẽ là một cái bộ kim cương màu vàng. Số 7 nha. Ở đây quý vị ơi, một cái bộ kim cương màu vàng gồm chiếc nhẫn và cặp bông tai. Em sẽ có hai bộ, một bộ kim cương vàng và một bộ kim cương màu trắng. Bộ kim cương vàng này dễ thương quá luôn. Cái nhẫn này đó quý vị là một cái viên kim cương. Viên hộp sàn hình oval, chiều dài là 6,8 ly nha, 6,8 ly. Còn cặp bông tai là hai viên hộp sàn cũng là giá cắt oval, mỗi viên này là 5 ly. Đó, 5 ly cho cặp bông tai. Cặp bông tai này Lâm Trường lượm được không? Cặp bông tai này đó quý vị, Lâm Trường Vĩ xin đặc biệt gửi đến quý vị cho mượn giá em coi. Bây giờ nè, cặp bông tai này chỉ còn có 1,790 đồng cho cặp bông này là 5 ly. Cái này là rẻ khủng khiếp luôn nha.
Rồi chiếc nhẫn này Lâm Trường Vĩ gửi đến quý vị giá là 2.490 đô la, 2.490, và 1.000 cái này là nằm trong cái bịch nào để nguyên trong đó giùm nha. Ok, rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều. 2.490 đồng là chiếc nhẫn một sàng 6 ly 6 giáp cắt hình oval. Cặp bông tai là 1.780 đồng, tất cả được làm bằng vàng 18. Đây là những viên hột xoàn VVS Clarity, nó cái nhẫn nằm ngoài, bông nằm trong bịch. Quý vị thấy là mỗi cái sản phẩm công ty chúng tôi đã được tuyển chọn, được lựa chọn làm sao mà trong mỗi chương trình đem lên cho quý vị rất là nhiều những cái sự lựa chọn mua sắm thật là vui quý vị. Đó, quý vị nào thích những viên kim cương màu fancy yellow diamond thì đây phải nói là ba viên kim cương xuất sắc, từ cái màu sắc cho tới những cái độ chiếu và cái thiết kế phải nói là tuyệt vời nhớ vị. Nói tới đôi bông, quý vị thấy rồi, có hai viên kim cương giá cắt hình oval màu vàng rất là đẹp, màu vàng giống cái vàng hoa cúc quý vị, phải nói là rất là đẹp luôn. Họ đi một cái đường viền vàng bọc xung quanh, rồi thêm một cái vòng kim cương ở ngoài, rồi thêm vòng kim cương trắng ở ngoài nữa, là hai vòng kim cương trên cái đôi bông. Một lần nữa, đôi bông là 1.790 đồng. Rồi mình nói tới chiếc nhẫn cũng y chang như vậy, nhưng mà cái chiếc nhẫn thì cái viên kim cương nó nhìn nó to hơn đó, đi cũng lại một cái đường kim cương đó, dọc hai bên và hai viên kim cương bọc xung quanh. Cái viên kim cương này 2.490. Cái Lâm Trưởng nghĩ là cái nhẫn hột xoàn mà quý vị nào chưa đeo một cái nhẫn hột xoàn vàng, quý vị mua một cái nhẫn hột xoàn vàng vừa vặn như vậy quý vị đeo á, thì mình thấy với một cái viên kim cương vàng mình đeo trên ngón tay của mình thấy là cái kim cương vàng nó có một cái lực hút rất là đặc biệt. Mà nhiều quý vị nào mà thích phong thủy mà quý vị lại còn thích hột xoàn vàng nữa, chắc chắn quý vị sẽ cảm nhận được những cái sự may mắn trong một cái màu vàng. Mà khi nói tới màu vàng của kim cương thì lúc nào nó cũng mà lấp lánh và rực rỡ nha. Và chúng ta sẽ bước qua một cái bộ kim cương kế tiếp, xin mời quý vị đến với một cái bộ kim cương màu xanh là số 7. Mới số 7 nữa. Ok, số 8, bộ kim cương xanh, hết kim cương vàng đến kim cương xanh đây. Xin mời quý vị đến với bộ kim cương xanh này, có chần đo giùm em coi cái này mấy ly nha. Chiếc nhẫn là một viên kim cương 5 ly 6. Wow, cái nhẫn này là 5 ly 6, 5 ly 7. Và chiếc nhẫn này ngày hôm nay đặc biệt on sale cho quý vị, với cái giá mà quý vị cũng không thể nào tưởng tượng nổi cho chiếc nhẫn một sàng 5 ly mấy này nha. Chiếc nhẫn này công ty chúng tôi gửi đến quý vị giá chỉ có 1.150 đồng. Và cặp bông tai là mấy ly? 4 ly 8. Ouch. Rồi rớt nữa. Ok, chắc nó rớt ra ngoài luôn nha. Chiếc nhẫn 1.050 hả? Cái cặp bông tai này 5 ly quý vị ha. Rồi cặp bông tai hột xoàn là 5 ly. Cặp bông tai hột xoàn 5 ly Lâm Trường Vĩ gửi đến quý vị giá là 1.150 cho mỗi món. 1.150 cho chiếc nhẫn hột xoàn Blue Diamond. Và viên hột xoàn này là 5 ly, này 5 ly 6, 5 ly rưỡi, 5 ly 6 và cặp bông tai là 5 ly. Cứ 1.150 đồng cho mỗi món. Một cặp bông tai là 1 carat, có nghĩa là mỗi bên là nửa carat là 5 ly. Đó, còn chiếc nhẫn là 5 ly rưỡi, 5 ly 6, vỏ thiết kế hình cushion cut. Này rớt cái gì mà thấy? Một cái viên, một cái cặp, một chiếc bông. Cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Hồi nãy quý vị thấy là mình có bộ vàng và mình có bộ trắng nha. Bộ vàng nè, bộ mình có bộ vàng, bộ xanh, tí nữa mình có một bộ trắng nữa, ba cái bộ này liên tục đi với nhau. Nhưng trước khi mình đi qua những cái bộ khác thì quý vị thấy là cái bộ kim cương trắng thì mình thấy nhiều hơn. Nhưng mà những cái bộ hột xoàn vàng hay những bộ hột xoàn xanh với những cái giá mà on sale rẻ như buổi chiều ngày hôm nay thì chỉ có chương trình trong buổi tối ngày hôm nay quý vị sẽ sở hữu được những cái bộ trang sức. Mà nếu mà như quý vị thấy là cái cặp bông tai hột xoàn là 5 ly cho mỗi bên, tổng cộng là 1 carat, còn chiếc nhẫn hột xoàn không là 5 ly rưỡi rồi. Tổng cộng nguyên cái bộ này 1.150 đồng nhân cho 2 đi chỉ có 2.300 đô la. Trong khi đó bây giờ mình đi mua một cái cặp bông tai hột xoàn, một cặp bông tai hột xoàn mà 5 ly mấy, bây giờ mình mua 5 ly mấy là quý vị biết là ít nhất cũng gần 3.000 đô la rồi cặp bông tai hột xoàn nha. Ở đây là quý vị lấy nguyên cái set hột xoàn xanh Blue Diamond. Rồi bây giờ chúng ta lại bước qua một mẫu thiết kế là tượng thánh giá. Nãy giờ mình chưa có tượng thánh giá, giờ số mấy? Số 10 hả? Số 9 ngày hôm nay. Đây là một mẫu tượng thánh giá mới của công ty mình vừa sản xuất nha quý vị.
cứ lâu lâu là em đi cho ra đời những cái mẫu thiết kế mới này. Rồi đây cái tượng thánh giá này là bao nhiêu viên hộp xoàn đây? Không coi coi. 2, 4, số mấy? Số 9 nha. 7, 8, 9, 10, 11 viên. 11 viên rồi đó. Cái này to rồi nha. Viên kim cương này to lắm quý vị ơi. Nhìn đẹp rồi nha. Wow, nó tới gần 4 ly cho mỗi 4 viên. 4 ly cho mỗi viên nha quý vị. Đó, đây là cặp bông tai hộp xoàn. À, mình xin lỗi quý vị là cái một tượng thánh giá mà được nạm kim cương tổng cộng là bao nhiêu viên đây? 14 viên á. 11 viên. Chẳng nói là 11 viên phải không? Em nghĩ từ 3 ly 7, 3 ly 8, 4 ly. Đó. Và đều là những viên kim cương rất là sáng, rất là chiếu nha quý vị. Rất là trắng. Đó, đẹp nha. To, nếu mà thích cái bản to đó thì dài cũng khoảng đâu hơn 1 inch chiều dài. Cái này nam nữ đều đeo được hết. Đó. To lắm. Quý vị thấy rồi. Kim cương mà khoảng gần như 4 ly trở lên. Mà quý vị thấy là những viên kim cương thì nó rất là lấp lánh trên đây. Nhìn nó sang. Nói chung là cái mặt hàng truyền này nhìn nó sang. Tại vì cái sự những viên kim cương to đó. Rồi cái này được làm bằng bạch kim. Đây để cho em mượn cái mặt dây chuyền giùm. Đây. Ok quý vị. Đây là một cái tượng thánh giá. Ở trên đây chính giữa là một viên hộp xoàn 4 ly nha quý vị. Và nạm xung quanh. Ở đây mình được nó được design là hộp xoàn từ 3 ly rưỡi cho đến 3 ly 8, chính giữa là 4 ly. À, mặt tượng thánh giá này tất cả là những viên hộp xoàn nước E-Color VS và VVS Clarity. Tất cả được làm bằng platinum cho mẫu tượng thánh giá này nha. Và ở đây mình có là 10, tổng cộng là gần 2 gara rưỡi hộp xoàn đó quý vị. Mình có 12 viên, 11 viên viết cho nó giùm em luôn đi, 11 viên và bỏ số 4 đi. 11 viên, dạ. Rồi 11 viên nếu mà quý vị chỉ cần tính cho em là nhân cho 250 đồng thì tượng thánh giá này là 2.750 đồng. Mà tất cả này được làm bằng platinum cho nam nữ đeo rất là đẹp. Lâm Chủ xin mời quý vị gọi vào. Với cái tượng này chỉ có 2.150 đô la, 2.150 đô la. Quý vị lấy 2.150 đô la, quý vị trừ cho em tiền platinum là 600 đô, chia cho 11 viên. Thì quý vị thấy á, là mỗi viên hộp xoàn này có 130 mấy đồng thôi quý vị. Có 130 mấy đô la thôi. Thì quý vị thấy đây là một cái tượng thánh giá và được thiết kế và được design bằng bạch kim. Đây nhớ đừng có bỏ mấy cái này là chết em luôn á. Quý vị thấy là những cái sản phẩm mà được làm bằng bạch kim mà nhất là tượng thánh giá thì ít khi mình thấy nhẫn thì có thể có nhiều. Nhưng mà nói tới mặt dây chuyền mà đi cross, diamond cross mà được làm bằng platinum thì hầu như là rất rất là hiếm có. Và chúng tôi xin gửi đến quý vị một cái thiết kế tuyệt đẹp được design từ 4 ly là viên hộp xoàn nằm chính giữa. Tất cả là những viên hộp xoàn nước Y VS, VVS Clarity được làm bằng vàng, bằng platinum màu trắng. Và chúng ta sẽ bước qua mẫu thiết kế số 10. Số 10 ngay bây giờ nha quý vị. Mẫu thiết kế số 10 sẽ là một sợi dây lắc tay. Sapphire. Cái sợi dây lắc tay ở đây là những cái viên sapphire thiên nhiên đẹp xuất sắc luôn. Những cái viên sapphire này đó quý vị là mỗi viên á, chiều dài để em coi coi nè. Mỗi cái viên sapphire này là của miếng điện là 6 ly cho mỗi viên. À, được thiết kế đi nguyên một cái vòng cổ tay nha. Và bằng vàng trắng 14K. Và cái dây này là nặng nửa ao vàng. Nửa ao vàng nha quý vị có thể đeo từ 6 in đến 6 in rưỡi. Và tượng thánh giá này, xin lỗi quý vị, sợi dây lắc tay này Lâm Trừ Vĩ sẽ để cho quý vị giá là 2.650 đô la. Wow, cái sợi dây lắc tay này, đây là những viên sapphire, natural sapphire thiên nhiên 100% quý vị, rất là đẹp. Quý vị thấy không? Mình đeo ở đây là Lâm Trừ đeo một cái nhẫn hộp xoàn ở trên đây á, không đeo nhẫn sapphire mà mình đeo cùng với cái lắc tay sapphire này vẫn phù hợp. Mà nó sang lắm luôn, thấy nó. Cái này là nam đeo cũng hay nhưng mà thôi, cái này là quý vị nữ đeo sẽ nó rất là nổi bật và rất là rực rỡ trên đó nha. Và wow, nhìn giống như kim cương đen vậy ha. Nó đẹp như vậy quý vị. Nó chiếu. Nó rất là chiếu nha. Cứ mỗi cái viên đá sapphire này là có 4 viên kim cương xen kẽ đó. Đi bằng vàng màu vàng, em thấy màu vàng hoặc màu trắng tùy theo mình, nhưng mà đa số thì những viên đá màu họ thích đi vàng màu vàng thì nó lại
làm cho cái sản phẩm nó nổi bật hơn nữa. Đó, cho nên tùy quý vị thích màu trắng hoặc màu vàng. 2.650 đồng với những viên sapphire này, em nói rồi, cái độ lấp lánh, cái độ chiếu đẹp lắm nha. Nó, những cái viên sapphire đậm rất là đẹp, sang. Đó, nói chung tại vì đi mà nó giống như kim cương đen với trắng thì lúc nào nó cũng nổi bật hết. Đó, với những viên sapphire này khi mà cái mình màu thấy xanh đậm thì cả đậm. Nói tới đá sapphire thiên nhiên, quý vị, sapphire là một trong những loại đá mà được những cái là quý tộc. Đó, những cái hoàng gia, những quý tộc là họ luôn luôn đeo những cái bộ đá sapphire thiên nhiên, bởi vì đá sapphire thiên nhiên nó có cái màu xanh navy blue, là một cái màu nó rất là sang trọng, nó không có sự rực rỡ nổi bật lên như ruby hay emerald, nhưng ngược lại nó có cái màu sang trọng, nó đầm trong cái màu sắc của cái màu blue. Và ngay bây giờ xin mời quý vị lại bước qua mẫu thiết kế số 11. Oh wow, số 11 là một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này, ngày hôm nay mà ai sẽ mua được chiếc nhẫn này cũng chúc mừng quý vị đến với một chiếc nhẫn sang trọng khủng khiếp luôn. Bởi vì chiếc nhẫn này là một cái nhẫn thiết kế kiểu giống như của Bulgari, quý vị, bằng vàng 18, gần 4 carat kim cương ở trên đây, gần 4 carat nha quý vị. Chiếc nhẫn là thiết kế một hình một con snake, là một con rắn. Kiểu hai con mắt, mình nhìn hai con mắt, quý vị nhìn trên màn hình, con mắt của con rắn nó có cái đặc trưng là nó hình almond shape, và người ta khắc vào đó là hai cái viên ruby của miếng điện, và trên thân hình con rắn này đang uốn lượn tạo thành hình một cái shape của chiếc nhẫn, được thiết kế bằng những viên kim cương màu champagne và màu trắng, tổng cộng là gần 4 carat, bằng vàng 18K, và chiếc nhẫn này trị giá là 6.000 đô la đó quý vị. Và Lâm Trừ Vĩ gửi đến quý vị chiếc nhẫn này ngày hôm nay với giá là 2.450 đô la cho chiếc nhẫn này mà thôi. 2.450 đồng. 450. Cho một chiếc nhẫn nhìn vào cái thương hiệu liền quý vị. Và rất là đặc biệt. Những cái chiếc nhẫn này quý vị đeo cái ngón trỏ là đẹp nhất. Tại vì nó có một cái phong cách à. Và con rắn này quý vị thấy rồi, con rắn này có hai cái viên ruby ngay cái cặp mắt quý vị, phải nói là hai viên ruby này đẹp lắm nha, nhìn như một cái cặp mắt thiệt luôn quý vị. Họ làm phải nói là chi tiết trên đây với những viên kim cương, rồi đi những cái đường viền vàng màu đen, nó làm cho cái con rắn này lại càng tăng thêm cái sự nổi bật và nhìn giống như con rắn thiệt luôn vậy đó ha. Đẹp lắm nha, rất xuất là sắc đẹp. Quý biết là vàng, cái này Nam đeo được không? Chứ chẳng đeo ngay ta thử coi. Ở đó đem thử coi, trời ơi, cũng đẹp. Nam đeo cũng mạnh á. Nhẫn này cũng đẹp. Rất đẹp quý vị. Cái nhẫn này cái giá trị nó là, em nói thật sự quý vị, là 6.000 mấy đến 7.000 đô la trở lên rồi. Cái nhẫn con rắn thì không còn gì để nói nữa, và chúng ta xin mời quý vị bước qua một cái bộ kim cương số 11. Có không? Hay số 12? Số 12. Số 12 ngày hôm nay xin gửi đến quý vị là một bộ kim cương nhẫn và cặp bông tai hột xoàn. Đây là một cái bộ kim cương hình vuông nhưng hột xoàn là hình tròn. Mẫu thiết kế hình vuông với một viên kim cương là 5 ly 4 ở đây là một viên hột xoàn nước E-Color VS Clarity. Mẫu thiết kế được làm bằng vàng 14. Chiếc nhẫn này xin gửi đến quý vị giá là 1.550 đô la cho chiếc nhẫn này. Và cặp bông tai này là hai viên hột xoàn 4 ly 2 nước D Color VVS Clarity nha. Cặp bông tai này là 4 ly 2, 4 ly 3 nước E VVS Clarity. Và cặp bông tai này Lâm Trừ Vĩ gửi đến quý vị giá là 1.450 đô la nha. 1.450 đô la và chiếc nhẫn là 1.550 đồng rồi. 1.450 cộng với 1.550, nguyên cái bộ này có 3.000 đô chẳng luôn. Mà chiếc nhẫn là hột xoàn 5 ly 4, cặp bông tai là 4 ly 3. 4 ly 3. Rồi. Đâu, mời cái Trần giới thiệu cho quý vị mẫu này nha. Quý vị nào mà thích đeo cái kiểu mà hình vuông á, mình đến với cái đôi bông này đi hình vuông nhưng mà kim cương tròn hết nha quý vị. À, rồi ngay chính giữa lại là có hai viên kim cương tròn, cái vòng kim cương tròn bọc xung quanh ở ngoài, chỉ có theo cái thiết kế hình vuông thôi, chứ thiệt ra là kim cương tròn hết và đều những viên kim cương rất là sáng,
rất là chiếu, phải nói là lộng lẫy với cái sự chiếu của những cái đôi bông tai này nha. 1.450 đồng cho đôi bông. Đó. Rồi mình nói tới chiếc nhẫn nha. Đó, chiếc nhẫn này thì quý vị thấy rồi, lại một lần nữa với một viên kim cương tròn mà họ làm theo cái kiểu antique, cái vỏ vị làm rất là đẹp. À, đi một cái vòng kim cương và những đường viền viên bi bằng vàng, rồi hai bên hông họ giống như một cái nơ họ thắt vào vậy đó, cho hai bên hông. 1.550 đồng cho cái chiếc nhẫn này thôi. Chiếc nhẫn là cái kiểu nguyên cái set này kết hợp giữa một cái sự lựa chọn của những viên kim cương tròn được kết hợp với những cái vỏ hộp sàng hình vuông, tạo thành một cái set kim cương tuyệt vời, modern, mới mẻ, nhìn lộng lẫy, dễ đeo. Nhưng mà quý vị thấy chúng tôi là giảm giá on sale cho quý vị ngày hôm nay là rất là rẻ, với giá chỉ có 1.450 đồng là cho cặp bông tai hộp sàng 4 ly 3 mà nước EVVS, còn cặp chiếc nhẫn là 1.550 đồng. Nếu mà quý vị lấy cái đó là mẫu thiết kế số 12 thì bây giờ Lâm Chủy xin giới thiệu quý vị qua số 13 là cái lắc tay. Biết đâu quý vị có thể lấy chung cái lắc tay này. Cái lắc tay này quý vị, Lâm Chủy chỉ còn lại đúng 2 sợi dây lắc tay này ngày hôm nay nha. Một sợi, mỗi sợi thì dài khoảng 6 inch đến 6 inch rưỡi, nó đẹp chưa từng thấy luôn nè quý vị ơi. 1.990 đô la cho sợi dây lắc tay này, quý vị thấy đẹp không? Đẹp không? 1.990 đồng thôi quý vị, rất là đẹp nha. Lâm Chủy xin chúc mừng quý vị nào đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu mà quý vị mua được cái lắc tay này, đây là một cái kiểu lắc tay nó đi hộp xoàn, đây là khoảng 2 ly, nhưng mà nó kết lại làm thành những cái khoanh emerald nữa quý vị, cho nên nhìn vô nó rất là to. Đó, Lâm chỉ bóp vô cho nó chặt cho quý vị đang đeo nè. Cái này là mình chỉ bóp vô chút xíu thôi. Hôm nay là tiệm cũng đang sửa chữa, sáng giờ là rần rần luôn đó quý vị. Mấy hôm nay là rất là bận rộn để mà chuẩn bị khai trương tiệm mới và đầu tháng 11. Giữa tháng hay là trong một vài hôm nữa là em sẽ biết chắc chắn cái ngày khai trương nha quý vị. Quý vị nào mà cần mua sắm cho những ngày lễ, quý vị cứ đợi khai trương tiệm mới, quý vị ghé luôn nha. Đó, mình mua sắm và mình chung vui với công ty. Đó. Rồi nói tới chiếc lắc tay này đi. Đây là một chiếc lắc tay quý vị, rồi đi với những viên kim cương khoảng đâu là một ly mấy, đi hết một cái vòng kim cương luôn, rồi xen kẽ đó lại họ đi với những viên kim cương emerald cut mà nhìn giống như viên kim cương to, mà đây là hai viên họ ghép lại nhau về đó, rồi thêm cái vỏ bọc xung quanh với những viên kim cương emerald cut này. Nhìn vô mình nhìn mình thấy nó sang ha. Đó, và kim cương đây thì nó lấp lánh nha, nó chiếu nó sáng. Cho cái này chỉ có 1.990 đồng mà giống như mình bỏ ra mấy ngàn đồng để mua chiếc lắc tay này quý vị ơi. Vàng cũng khá là nặng vàng đó, em đeo mà cũng dễ thương ghê á, xinh lắm nha. Đó, đây nè quý vị thấy nè, rất là xinh với chiếc lắc tay này, vừa có một cái kiểu mà cũng vừa cái đủ lắp lắp cái sự lấp lánh của những viên kim cương nó chiếu. Cái lắc tay này ngày hôm nay mình bán cái lắc tay này, em còn hai cái lắc tay này, cũng chia sẻ với quý vị như đoạn đầu là nếu mình bán rồi cái mẫu này mình sẽ không nhập về lại nữa, bởi vì nếu em đem về em bán cái này cũng phải gần 2.800 khách, có nghĩa là bây giờ sẽ mắc hơn quý vị gần 800 đô. Cho nên là nếu mà Lâm Chủy để cái giá này là cái giá cũ, cái giá này là giống như cái giá mà nào giờ là mình đã bán cái giá này khi mà giá vàng vẫn còn ở cái vị trí rất là thấp ngày xưa. Quý vị nào mà mua được cái lắc tay này quý vị lấy, bởi vì em chắc chắn quý vị cái kiểu lắc tay này nó rất là rực rỡ, rất là sang. Mình đã từng bán mấy chục chiếc lắc tay này và cho tới ngày hôm nay là mình chỉ còn sót lại hai cái, và chương trình ngày hôm nay là mình quyết định đem lên on sale cho quý vị nha. Rồi và kế tiếp Lâm Chủy xin mời quý vị đến với một cặp bông tai hộp xoàn số 14. Đây là cái mẫu thiết kế là mỗi bên là khoảng 5 ly á. Thiết kế này nha, cặp bông tai này là nó chỉ kẹp vô vậy thôi, dễ thương lắm quý vị ơi. Cặp bông tai này 5 ly. Oh wow, kiểu design rất là xinh, chỉ móc câu vào thôi quý vị. Mỗi bên là viên hộp sàng 5 ly nước E color SI Clarity, vỏ được thiết kế làm bằng vàng trắng kiểu khoen gài phía sau thôi.
Cặp bông này dễ đeo ghê luôn quý vị, mà đeo đẹp lắm. Ngày hôm qua là trước khi mà giới thiệu đến quý vị là mình phải cho những người bạn nhân viên ở đây thử đeo lên cặp bông tai 5 ly mà nó sáng rực rỡ luôn quý vị. Nước y nước đi bằng vàng 18 và 5 rưỡi gửi đến quý vị cặp bông tai này với cái giá như thế nào đây. 5 rưỡi để quý vị $2,750, $2,750, rất là rẻ và rất là đẹp luôn quý vị. Quý vị thấy cặp vỏ hộp xoàn này giá trị bao nhiêu tiền rồi nha. Vâng, quý vị thấy một cái đôi bông tai quen đó, mình đeo mình nó làm cho cái mặt mình nhìn nó trẻ trung hơn và nó sáng hơn, là cái kiểu thiết kế đó vậy. Và một lần nữa đây là đều là những viên kim cương trắng, thiệt là trắng sạch và đẹp chiếu đó, cho cái cặp bông tai này chỉ có $2,750. Mà quý vị sẽ thấy, quý vị bỏ lên trái tai của mình, quý vị sẽ thấy cái mặt của mình nó hiện ra như thế nào, nó khác hẳn liền à, đẹp lắm. Với mỗi viên kim cương đây hình như là 5.5 ly 6 cho mỗi viên. Thời tiết bây giờ là lạnh rồi cho nên mặc áo lạnh, nên có chồng mặc áo lạnh chưa? Dạ, mùa chưa. Chuẩn bị Halloween tuần tới rồi quý vị. Dạ. Có trái sách gì không? Năm nay trái sách không? Dạ, làm không. Con gì làm con gì dễ thương quý vị. Em có cái anh Thảo của em đó quý vị. Anh mới vừa anh qua định cư cũng một thời gian rồi thì anh mới bảo lãnh, anh mới làm giấy bảo lãnh. Anh về Việt Nam cách đây mấy cũng mấy tháng, mấy tuần trước, 7-8 tuần trước gì đó anh mới bảo lãnh qua con chó của anh quý vị. Wow, anh bảo lãnh con chó được bảo lãnh qua bên Mỹ mà rất là dễ thương quý vị ơi. Mà mấy hôm nay em hỏi anh con chó làm sao rồi thì nó khỏe không, thì anh nói là bây giờ hiện giờ thì nó đã làm quen với môi trường và khí hậu ở Mỹ và nhất là đồ ăn ở bên Mỹ, cho nên là bảo lãnh qua đây thì tự nhiên giờ nó cũng tròn trịa ra. Nó tròn trịa ra hẳn luôn. Mà anh nói nó đầy đặn hơn. Hồi xưa Việt Nam thì chắc là do thời tiết cũng như là đồ ăn nó khác, cho nên là con nhỏ nó ốm, bây giờ nó qua đây nó tròn, nó mập, nó dễ thương lắm. Nó quen với thời gian, bây giờ nó đang học, chắc là học ESL tiếng Anh rồi. Cho nên là say hello, bye bye, rồi come here, rồi sit down. Dạ, rồi chắc chuẩn bị đi bầu cử luôn. Đó, để bầu cử thì không biết, tháng 11 này đi bầu cử nữa, không biết con chó có được đi không, nhưng hiện tại giờ thì chưa nghe vụ đó, chỉ nghe là... Không biết nó có passport chưa ha? Quên hỏi tên, có thể là anh vẫn giữ tên Việt Nam ha, chạy chắc là đợi thi quốc tịch xong rồi mới đổi tên. Hiện giờ chắc lên là Tần Thanh Nam vậy, anh không biết quên chó nó, chó mèo hay chó female cũng quên hỏi nè. Yeah, anyway quý vị, xong rồi mình hỏi sao anh thương chó hơn con anh phải không? Nói rồi tôi nhớ nó hơn con tôi. Có quý vị nào giống vậy không? Quý vị thấy là tại sao mà trong cuộc sống mình nhiều khi mình cũng cảm thấy hơi guilty chút xíu, mình thấy có thể mình thương con thú vật hơn là những cái người xung quanh mình, những người thân. Lý do là tại vì tự nhiên con chó, con mèo hay con gì quý vị, nó không có cái tiếng nói, nó tất cả những cái gì mình suy nghĩ về nó là toàn là do tự mình nhìn những cái hành động của nó, và mình phải đoán ra được cái cảm xúc của nó. Cho nên là khi mà mình phải làm cái điều đó thì tự nhiên mình với cái con vật nó có một cái sự gắn kết nó rất là đặc biệt quý vị. Nhưng là tại vì mình phải cảm nhận cái nỗi đau của nó, mình biết khi nào nó bệnh, hay là mình phải cảm thấy cái hạnh phúc, cái niềm vui của nó khi mà nó nhào vô mình. Cho nên là nó tạo ra được một cái bonding mà nó không phải giống như người. Tại người á thì nhiều khi mình nói gì đó thì người có sự trao đổi, cho nên là mình với họ không cần hiểu nhau nhiều, chỉ bằng lời nói thôi. Cho nên là thấy vậy chứ cuộc sống nó có nhiều cái điều diệu kỳ ha. Cảm ơn quý vị đến với chương trình ngày hôm nay và chúc quý vị có được những cái ngày gần như cuối của tháng mùa thu, chưa thấy mùa thu nhưng mà cuối của tháng 10 thì quý vị thật là vui ơi là vui luôn. Thế thì chắc có mùa thu rồi chứ hả? Tại tới tháng 11, bây giờ là mùa thu rồi quý vị, thời tiết lạnh lắm rồi, em mặc áo lạnh đây nè. Mùa thu xong là hết rồi, xong rồi tháng 12 là bắt đầu mùa đông rồi phải không? Mùa thu sao ngắn quá hả? Ngắn. Và mùa thu là nó đi chỉ có tháng 9, tháng 10, 11, 12, 4 tháng thôi. Đó. Nhiều khi không có tới tháng 12, tháng 11 thôi, tháng mùa thu là nó... Cho nên mà cũng phải tháng 9 nữa, nhiều khi tháng 9 nóng thấy mồ luôn. Không thì nó cũng khoảng cuối tháng 9 là nó thời tiết nó mát rồi. Tại vì mùa thu là nó phải mát, nó phải thay đổi đó, thì em mới thấy. Còn nếu mà vẫn còn summer chưa tính summer không cho nên được. Tháng mùa thu rất là ngắn. Cho nên được mình cứ enjoy đi ha, trong vòng 2-3 tháng vậy thôi. Quý vị, Lâm Trụy có một cái trái châu này là chắc là cũng phải 50 carat hay là 100 carat, vậy một cái viên đá thô phá nó đẹp như vậy nè quý vị.
Hôm nay em mặc áo màu ouch. Màu xanh. Nó hợp ghê ha. Xanh này là xanh... Well, actually, giờ bỏ vô cái sợi dây chuyền em thấy nó cũng hợp ghê á. Ôi, nó đẹp chưa? Đẹp, nó lạ. Rồi, cái mẫu này thì nó làm mà nó bọc hết xung quanh theo kiểu ba chiều. Đây là một cái viên đá blue topaz được làm bằng vàng 18 đóng dấu của thương hiệu. Và mỗi cái ngôi sao ở trên đây là được nạm kim cương mà Lâm Chủ Ý gửi đến quý vị cái mẫu thiết kế này với cái giá là $2,250. Wow, cái này đặc biệt lắm quý vị, cái này là gần cả 100 carat. Em nghĩ cái này đó quý vị, cái này nó để em coi unit để em thử coi nè, 92 carat. Quý vị, cái này là tương đương khoảng gần 100 carat đó quý vị. Oh my god. Hồ đẹp thiệt, rất là đẹp nha quý vị. To khổng lồ luôn. Rất là đẹp, bằng vàng 18K và nạm rất là nhiều kim cương đi vòng quanh xung quanh đây. Và cái viên đá này là một cái viên đá VVS 100 carat mà nó cắt giống như là một cái trái châu quả thơm vậy, rất là hiếm có, 2,250 đồng. Ở chính giữa lại có thêm một cái viên hột xoàng là khoảng 3 ly mấy nữa đó, gần như 3 ly nha quý vị. Wow, cái mặt dây chuyền này lạ lắm nha quý vị, rất là lạ. Lạ từ cái kiểu thiết kế cho tới cái viên đá rất là đẹp nha. Cái viên đá này phải nói là một cái viên đá topaz to mà phải nói là rực rỡ. Và cái viên đá mà mình thấy hả, nó trong suốt luôn nha quý vị. Cái mặt dây chuyền này phải nói đây là một cái mặt dây chuyền, nhìn vào quý vị sẽ thấy cái sự mà lấp lánh của kim cương và cái màu xanh của cái viên đá, nó làm cho cái sợi dây chuyền này mình đeo vào, bảo đảm quý vị người ai cũng sẽ nhìn đó, ai cũng sẽ muốn biết là wow, mua nó ở đâu và bao nhiêu, chắc mắc lắm hả. Đó, 2,250 đồng, to dài khoảng 2 inch nha quý vị. Rồi qua số 17 là một tượng Phật Bà Quan Âm. Wow, mỗi tuần là mình có những tượng Phật Bà Quan Âm mà em nghĩ là cũng không chừng mình không còn tượng Phật Bà Quan Âm nữa đâu. Thôi xin lỗi quý vị, thôi mình qua mẫu khác đi. Mẫu số 17, bây giờ mình sẽ lựa cho quý vị một cái thiết kế là nãy giờ có nam nè. Chữ nam lên số 10, chữ nam hả? Ừ. Ok, chữ nam số 17. Xin mời quý vị đến với chiếc nhẫn nam. Đó, Trần là nhắc đúng đó, nãy giờ mình quên nhẫn nam. Đây là một cái nhẫn hột xoàng theo kiểu đồng hồ Rolex của GIA Certified. Và viên hột xoàng này là một viên hột xoàng nước J color 1 carat hơn, 6 ly 6 nha quý vị. Và chiếc nhẫn này được thiết kế trong một vỏ nhẫn cũng tuyệt đẹp lắm luôn. Cái viên hột xoàng này rất là to, rất là sáng. Wow, sạch hoàn hảo luôn nha quý vị. Nếu mà quý vị nhìn vào bằng vàng 18. Bây giờ em chỉ nói cho quý vị biết là cái vỏ này không thôi đó. Ủa, cầm lại coi nè. Cặp vỏ, cái vỏ của cái nhẫn này thôi nè quý vị, là đó, cái vỏ này không thôi là 2,350 đồng. Cái viên hột xoàng này không thôi là 5,550 đồng, cộng 5,550 là tổng cộng chiếc nhẫn là $7,600. Ngày hôm nay Lâm Chủ Ý để cho quý vị luôn viên hột xoàng này, $4,990 cho chiếc nhẫn nam này, 4,990 đồng nha. Rồi, mình nói tới viên kim cương trên 1 carat nhớ về. Có đường kính là 6 ly 6. Nước J color. Có giấy chứng nhận là GIA. Rất là chiếu. Rất là sáng. Và cái vỏ thì thôi khỏi chê luôn nhớ về. Đi với những viên kim cương họ nhận theo cái cháu Genocerin. Ba viên kim cương ở chính giữa. Rồi thêm một cái đường kim cương trước và mặt sau, và họ đi theo cái thiết kế là cái dây đồng hồ đó vậy, làm cho chiếc nhẫn nó nhìn nó mạnh mẽ hơn. Em đeo lên mình đẹp không quý vị? Rất là đẹp nha. Nó ôm vào cái ngón tay của mình, nó ôm gọn đẹp không. Bây giờ là màu vàng hoặc màu trắng tùy theo mình thích nha. Đó là cho chiếc nhẫn nam. Vàng thì cũng khá là nặng vàng rồi. Bằng vàng 18. Rất là nặng vàng luôn.
Đó là một cái mẫu thiết kế của một chiếc nhẫn kim cương dành cho phái nam, có giấy chứng nhận GA, là một viên hồng sần 6.5 ly, 6.6 ly, nước J color, rất là sáng, rất là sạch, bảo đảm quý vị nam nào mà thích đeo cái nhẫn đó. Với cái số tiền này thì Lâm Chuyển nghĩ là quý vị mua cái vỏ không ít 2.000 mấy, thì bây giờ mình lấy 4.900, mình trừ đi cái vỏ 2.450, cái viên hột xoàn lại còn có 2.450. Một cái viên hột xoàn GIA mà chỉ có 1 carat hơn mà chỉ có 2.450 đồng nha. Rồi chúng ta sẽ qua mẫu thiết kế kế tiếp. Ngày hôm nay sẽ là một chiếc vòng kim cương số 18. Đây là sẽ là một cái vòng kim cương được thiết kế một cái kiểu rất là traditional. Kiểu này là kiểu truyền thống nha quý vị. À, nửa lượng vàng. Wow. Cái vòng này tiền vàng không là hết gần 1.400. Ở trên đây quý vị thấy là sẽ có những cái viên hộp xoàn này là bao nhiêu? 3.5 ly. Ba ly rưỡi nha. Ở đây mình có bao nhiêu viên đây? 2, 4, 6, 8, 10, 12 viên. Nha quý vị, 12 viên. Cái vòng này Lâm Chuỷ để cho quý vị chỉ có 3.880 đô la. Ok quý vị, đây là một cái kiểu vòng dành cho quý vị nào mà thích đeo một cái thiết kế bản bề ngang nó to đó quý vị. Thì cái mẫu vòng này nè quý vị sẽ thấy rất là đẹp nha. Khi mà Lâm Chuỷ để thử lên cổ tay của Lâm Chuỷ cho quý vị nhìn nha. Đó, quý vị thấy không? Cái bản bề ngang của cái vòng này nó đi rất là dày, rất là to. Ở chính giữa là một đường hột xoàn là 3.4 ly, 3.5 ly lận. Đem coi coi. Ở đây mình có là 2, 4, 6, 8, 10, 12 viên hột xoàn. 12 viên hột xoàn 3 ly mấy lận nha quý vị. Đó. 12 viên hột xoàn 3 ly mấy, rồi dọc hai bên là những viên hột xoàn 1 ly 8 và 2 ly. Rất là nhiều kim cương đi vòng quanh cái mẫu thiết kế này. Rất là trắng ha, đều là những viên kim cương đẹp, trắng sáng chiếu rực rỡ. Họ đi coi như là ba đường kim cương quý vị. À, một cái đường phía trên, đường phía dưới, rồi đường ngay chính giữa là những viên kim cương to. À, cái vòng này thì đa số nhiều quý vị thích lắm, tại vì nó dễ đeo, à, ai cũng thích hết đó. Kim cương đây thì rất là trắng, rất là sạch, rất là đẹp luôn nha. 3.880 đồng. Vàng gì hả? Vàng 18K. Vàng 18 rồi nha. Đó là số 18 nha. Ngày hôm nay, tôi thấy là những sản phẩm đó, mình có những cái kiểu mẫu đặc biệt riêng cho mỗi chương trình, quý vị thấy không? Đó. Mỗi chương trình là có những cái thiết kế đặc biệt và độc đáo, phải không? À, đó là mẫu thiết kế số 18. Thì thôi bây giờ Lâm Chuỷ nghĩ là em có cái số 19 này nè quý vị. Số 19, oh wow, số 18 và số 19 nó đi cùng một cái kiểu. Nhưng mà số 19 là cái nhẫn nó vĩ đại lắm nha. Đâu cái nhẫn này có chừng đo thử cái mấy ly nè. Wow, 4.7. 4.7. Đó, 3 viên này chắc em nghĩ nó 4.7 luôn. Đẹp nhau vậy. Đó, quý vị nào thấy không? Cái nhẫn quà nó ôm nhỏ ngón tay cứ trần luôn nha. 4.7 mà nước đi VVS. Wow, đẹp quá. Dọc hai bên là bao nhiêu viên hộp xoàn nữa? Sang quá ha. Để mình coi cái. Mỗi cái đường này là 8, rồi xuống dưới này coi 2, 4, 8, 8, 16 với 4, 20, 24 viên hình vuông princess cut nhớ vậy. Đó là chỉ cái đi hai cái đường đó, bao xung quanh với 3 viên kim cương 4.7. Mà cái chiếc nhẫn này đeo vào ngón tay quý vị thấy cái sự ôm và cái sự thoải mái
không có cầu kỳ mà đẹp lắm quý vị ơi, rất là đẹp. Cái ba viên kim cương này nha, nó rất là trắng, rất là sáng, rất là chiếu. Rồi 47 vàng thì cũng rất là nặng, cái kiểu này thì hầu như là ít khi có. Cái này cũng mấy chỉ vàng, nó nặng lắm nha. Rồi bao nhiêu tiền ha? Cái nhẫn đó đó, ok, cái nhẫn đó bây giờ em phải tính cái giá nào cho quý vị, cũng hơi nó hơi cũng như cái kiểu I love you á. Yes, cái nhẫn này là được thiết kế bằng vàng 18, này có trần nó hộp sàng 2 ly rưỡi hình vuông, xung quanh là bao nhiêu viên? Dạ, 28. Rồi mình viết vô đó giùm luôn, 28 viên nha. Ok quý vị, cộng 3 cái viên hộp sàng chính giữa là gần như 5 ly đó quý vị. 3 viên hộp sàng chính giữa là ít nhất một viên này á là cũng phải là 800 đồng cho một viên, 3 viên là 2.400, cộng với cái vỏ này ít nhất cũng phải là gần 1.800 nữa. 1.800 cộng với 2.400, quý vị thấy chiếc nhẫn này là gần 4.200 đô la. Ngày hôm nay Lâm Chủy để cho quý vị chỉ có 2.950 đồng, 2.850 đồng. Đó, rẻ nữa chưa, 2.850 đô la để gửi đến quý vị một cái mẫu, một cái mẫu vỏ nhẫn với ba cái viên hộp sàng 48 VVS Clarity 47 luôn. Mà dọc hai bên á, họ làm ở đây là họ nạm kim cương. Đây là cái nhẫn mà cocktail ring, cái bản nó bự cho nên là quý vị nào mà đeo nhẫn là quý vị phải cộng cái size nó nhiều hơn. Ví dụ giờ mình đeo size 5 thì cái nhẫn này là phải là size 5.5 thì nó mới vừa, tại vì cái bản nó bự. Rồi thiết kế thì làm rất là lộng lẫy luôn quý vị. Ở trên đây là tất cả những viên hộp sàng là VVS Clarity, được thiết kế bằng vàng 18K và hộp sàng hình vuông Princess Cut. Đó là cái nhẫn I Love You. Và chúng ta bước qua một mẫu thiết kế đá opal thiên nhiên dành cho ai sinh nhật của tháng 10. Cái mặt dây chuyền này là em thấy là em đeo cũng hợp lắm luôn. Nay có Trần không mặc áo nào hợp, mà chỉ có em mặc áo hợp hết mọi cái nè. Đẹp không? Cái này hợp hơn. Có cái màu xanh. Cái viên opal này là opal lửa, mà tự nhiên mình nhìn ở chính giữa là mình thấy đỏ, đỏ vàng cam. Đó là cái viên opal 17 ly, còn xung quanh là những viên hộp xoàn và đá emerald của Colombia. Và cái mặt dây chuyền này đó quý vị, mình chỉ nói đơn sơ thôi, cái mặt dây chuyền này nặng là wow, cái mặt dây chuyền này là gần 3 chỉ rưỡi vàng nha quý vị. Đó, 3 chỉ rưỡi vàng. Và Lâm Chủy gửi đến quý vị cái mẫu thiết kế này. Wow, cái này là bao nhiêu viên hộp xoàn ở trên đây vậy ha? Lâm Chủy để cho quý vị này chỉ có 2.290 đô la, 2.290 đồng mà thôi quý vị. Cái viên opal này ít nhất là gần 2.000 đô rồi. Chỉ nói tới cái viên đá opal này đây, bởi vì đây là cái viên đá opal màu đỏ, đỏ lửa đỏ nha quý vị. 2.000 mấy? 2.000 coi coi, 2.290 đô la. Ở 2.290 đồng. Rồi đây cũng đại diện cho tháng 10 luôn nhớ vị, viên đá opal nè. Đó, vì nào sinh nhật tháng 10 thì đây là đá đại diện cho tháng 10 với một viên đá opal, cái màu rất là lạ nha. Đó, nó có một cái màu màu vàng, màu xanh, màu cam. Đó, nổi trội trong cái viên đá opal này. Và xung quanh họ đi với những viên emerald màu xanh giá cách tròn, xen kẽ lại là 10 viên kim cương. Kim cương khoảng đó là 2 ly rưỡi nha quý vị. Đó. Rồi những viên đá emerald này là khoảng 3 ly, 3 ly mấy. Vàng thì cũng khá là nặng vàng luôn. Vàng màu vàng bằng vàng 18. Rồi. Này cả gần nửa ao vàng á. 2.290 đồng mà sang lắm nha. Cái này nó dài khoảng đâu gần 2 inch, mà bề ngang cũng dài hơn là 1 inch nữa. Cho nên cái mặt dây chuyền này to hơn cái đầu hâm lên 25 cm, nhiều đẹp lắm. Cái mặt dây chuyền này là bảo đảm quý vị là one of the kind, bởi vì khi mà mình nhìn một cái kỹ thuật, một cái nghệ thuật như Lâm Chủy giải thích quý vị đoạn đầu là khi mình nấu ăn cũng vậy quý vị, khi chúng ta làm bất kỳ cái gì phải, nó phải có cái mỹ thuật cũng như là cái nghệ thuật. Ẩm thực là nghệ thuật, ăn mặc cũng là nghệ thuật. Mà quý vị thấy là
cái cách quý vị sống hàng ngày cũng là một cái nghệ thuật. Nghệ thuật mình sống làm sao mà cho không có bị tổn thương ai mà cuộc sống mình vẫn bình an, thì nói tới trang sức nó càng có cái nghệ thuật riêng của nó, bởi vì mình làm ra được nó. Cho nên là khi mà người ta kết hợp giữa cái vàng màu vàng và người ta lựa những cái viên emerald màu xanh biếc luôn, người ta kết hợp cùng với những cái màu sắc mà bảy sắc cầu vồng của cái viên đá opal mà ai sinh nhật tháng 10 thì quý vị rất là may mắn, bởi vì cái đá opal quý vị nó quá đẹp. Quý vị, quý vị nghĩ là quý vị đeo cái mặt dây chuyền này mà người nào mà chưa từng biết tới đá màu, người ta nhìn cái này người ta cũng sẽ hỏi quý vị là it is so amazing, amazing đó quý vị ha. Rồi xin chào đón quý vị bước qua mẫu thiết kế số 21 là một cái nhẫn hộp sàng GIA. Cái nhẫn hộp sàng này phải nói là tuyệt vời luôn quý vị. À, cái nhẫn hộp sàng GIA này, em coi tờ giấy nó nằm ở đâu vậy ha. Đây. Ở đây nè quý vị, đây là một viên hộp sàng 1 carat 02 mà nó đặc biệt lắm, này là số 20. Ủa 21. Nhanh vậy đó. 21 rồi nha quý vị. Nãy giờ chúng ta đi cái viên hộp sàng này á là nhìn thấy giống như là một cái, họ cắt như là một cái viên bi. Nghĩa là nó tròn vậy nè. Ồ, nó bọc bọc. Nó tròn lên như cái dome đó quý vị. Đây là một viên hộp sàng được GIA Certified là nước Eye Color 1 carat. Và cái giá cắt này nó gọi là Celebration Cut nha quý vị. Một cái giá cắt nó gọi là Celebration Cut Diamond. Cái giá cắt này rất là tốn kim cương. Rất là tốn kém kim cương, nhưng nó sẽ cho quý vị được một cái cảm nhận như là một cái trái, mình đang đeo một cái trái banh, một cái viên kim cương mà người ta cắt thành một cái trái banh. Quý vị thấy nó đặc biệt độc đáo trong cái giá cắt không? Và được GIA Certified là viên hộp sàng nước Eye Color 1 carat hơn, và vỏ được thiết kế do một công ty đặc biệt của Italy. Họ thiết kế lên cái mẫu vỏ nhẫn này như là một cái con sò, được làm bằng vàng màu trắng. Và chiếc nhẫn này ngày hôm nay, cái giá trị chiếc nhẫn này phải trên 12 đến 18 ngàn đô la, bởi vì đây là một cái nhẫn đặc biệt độc đáo, hiếm có, hầu như là không có cái thứ hai luôn. Chiếc nhẫn này ngày hôm nay sẽ gửi đến quý vị giá chỉ có 5.960 đô la. Quý vị nào mua thử những cái nhẫn này quý vị đeo đi, quý vị mình cảm thấy rất là đặc biệt. Quý vị có thể đeo viên hộp sàng nước Y, nước D, ai cũng có giống mình đó. Nhưng mà có một viên hộp sàng GIA mà được cắt một cái giá cắt gọi là Celebration Cut này, không ai có chiếc nhẫn này giống như quý vị đâu. Mà cái nhẫn này mình càng để bao nhiêu năm, càng để dành, càng để lâu cho con cháu mình, thì chắc chắn những người nào mà người ta cầm cái nhẫn này lên, người ta đều thảng thốt đó quý vị. Bởi vì một cái viên hộp sàng mà được cắt giũa tạo thành một cái design độc đáo đến như vậy ha. Nó chiếu ghê luôn. Nói là cái viên kim cương này nó rất là tốn kim cương để mà cắt giữa mài giữa cái viên kim cương này, không phải dễ đâu. Thôi giờ cái viên hộp xoài mà nó tốn kim cương như là mình ăn cơm mà cá kho, cá khô hay cá kho hay tốn cơm vậy đó. Dạ, tốn cơm là chuyện nhỏ, tốn ăn mới là chuyện lớn. Cơm là ăn thoải mái. Đeo cái nhẫn mà giờ cái tay của Lâm Thủy nó đau quá, đau luôn. Oh my god, hai cái nhẫn nó nặng quá. Để em coi cái hai cái nhẫn này của em nặng bao nhiêu. 1 ký. Oh my god, hai cái nhẫn này cộng lại là 120g vàng. 120g chia cho 3.75. Hai cái nhẫn này 120g chia cho 7. 3 lượng mấy. Hai cái nhẫn mà 3 lượng mấy trên ngón tay, với ngón tay. 3 lượng mấy cho một cái nhẫn, một cái màu vàng, cái màu trắng, hai chiếc nhẫn rồi vuông hết, vuông vứt hết luôn. Trời ơi, vậy là ngày xưa làm chứ giờ chắc khẩm á. Hồi xưa thì làm thì có mình làm mình thấy nó rẻ mình làm, còn bây giờ làm thì nó mắc nên mình không làm. Mà nếu mà không làm thì bữa nào không có, nó nhanh gọn vậy đó. Cho nên là bất kỳ cái thời đại nào mình cứ thấy đi. Hồi xưa ví dụ như lúc mà mình còn nhỏ, mình thấy người ta lái cái xe hơi 30-40 ngàn, 50 ngàn, mình có nghĩ bao giờ mình lái không? Mình nghĩ trời sao cái số tiền đó, mình sao mình lái số tiền đó, chắc mình lấy tôi đi mua cái nhà quá không? Đúng không? Ngày xưa Ngày xưa thì quý vị thấy là mỗi cái lúc con người chúng ta, quý vị trong cái đạo Phật á, cái triết lý đạo Phật có một cái câu là vạn vật thay đổi theo thời gian. Quý vị cứ nhớ giùm em cái câu đó, vạn vật thay đổi theo thời gian. Cho nên là cái gì mà quý vị quý nhất, quý vị thích nhất cũng sẽ có ngày quý vị cũng không thích nữa, hay là quý vị suy nghĩ nó khác đi.
Và nhiều khi nó cũng không còn tồn tại cho quý vị nữa, hoặc là quý vị đang sở hữu nó rồi nó cũng sẽ biến mất đi. Nên mọi thứ trong cuộc sống này thì nên trở lại với như nãy mình đang nói chuyện về cái giá trị. Thì nếu mà ngày hôm nay quý vị đang coi chương trình của Lâm Trường Vĩ, quý vị thấy một cái món nào đó quý vị nói trời sao nó mắc quá, ai mà mua cái này, hay là mình nói tôi muốn mua quá mà thôi tôi ngán tiền quá để từ từ mua, quý vị cứ nhớ đi, nó không có cái gì nó xuống, nó mọi thứ nó đi lên. Nghĩa là cái lực hút của trái đất này là nó kéo mọi thứ xuống. Tuy nhiên vật giá thì không bao giờ bị đi xuống theo cái lực hút của trái đất, mà vật giá thì nó theo cái không khí, nó chỉ đi lên thôi quý vị. Đó, cho nên là cái gì mà quý vị làm được, nhất là mình nói về tài sản, tài sản thì quý vị mua được thì quý vị có được sớm, và quý vị tận hưởng nó ở cái tuổi trẻ nhất của mình. Ở ngày hôm nay mình là 55 tuổi, ngày mai chưa chắc mình còn 55 mà mình còn hưởng nó được nha. Rồi, và đó là mẫu thiết kế số 20 mấy. Rồi đây, và chúng ta sẽ bước qua mẫu thiết kế số 22. 22, 21 phải không? 22 là cặp bông tai bằng platinum. Cặp bông tai này của em á là bằng platinum nha quý vị. Ồ, đẹp ha, lạ. Em có một cặp này bằng platinum à. Hai cái viên hộp sàng này cũng khá là to nè. To nè, cặp bông tai này là 5 ly 4. Ồ, 5 ly 3, 5 ly 4. À, 5 ly 3, 5 ly 4. Cặp vỏ bằng platinum. Cái vỏ chói chang rực rỡ chưa từng thấy luôn. À, cặp bông tai này Lâm Trừ Vĩ gửi đến quý vị giá là $3,430. $3,430 nha quý vị. Rồi, mình đến với cặp bông tai. Lại là một cặp bông tai với hai viên kim cương trắng, thiệt là trắng luôn nha quý vị. Đó, trong cái vỏ này đẹp lắm, họ đi tới hai vòng kim cương, rồi cái vòng ở ngoài nó xòe ra từng viên, cho nên làm cho cặp bông tai này nó lại sáng rực rỡ. Cái này là nước gì ha? Cặp bông tai này là nước E-Color SI Clarity. Đẹp. 5 ly 3, 5 ly 4, vỏ thiết kế được làm bằng bạch kim. 5 ly 3, 4. Rồi, đẹp quá. Cái này đi chung với chiếc nhẫn nãy là mình kết lại thành một cái bộ rất là đẹp nhớ vị. Đó là perfect luôn á, cho một bộ luôn á. Vì nào thích đeo một đôi bông sáng mà chiếu rực rỡ sang ngày mai quý vị ra, quý vị nhìn thấy đẹp lắm á, rất là đẹp. Nhìn thấy cái hoa sunflower đó, rực rỡ luôn. Cặp bông tai này là cái kiểu này là kiểu mình thử design cái mẫu này mới, cho nên là mình chỉ có một cặp thôi. Thì quý vị nào muốn lấy cặp đó thì quý vị gọi vào nha. Cặp bông tai đó one of the kind, và xin mời quý vị lại bước qua một cái mẫu thiết kế mới là một mặt dây chuyền hộp xoàn giọt nước. Wow, cái mặt dây chuyền này mới là đã đời nè, đẹp chưa? Một viên kim cương giọt nước nặng là 1.60 carat. Viên hộp xoàn này khá là rực rỡ lắm quý vị. Cái này là 8 ly rưỡi, 1.60 carat một viên hộp xoàn nước E-Color SI Clarity. Vỏ được thiết kế rực rỡ quá là đẹp luôn. Oh my god, Lâm Chủ nhìn cái vỏ hộp xoàn này phải nói là không có cái gì để nói mà nó đặc biệt hơn cái vỏ này. Quý vị, xung quanh đây là mình có 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 viên hộp xoàn 3 ly. 14 viên kim cương 3 ly. Nạm kim cương đi vòng quanh là hộp xoàn 1 ly rưỡi nha. Và cái mặt dây chuyền này ngày hôm nay Lâm Trừ Vĩ gửi đến quý vị giá rẻ lắm luôn. Chỉ có $3,990 cho mặt dây chuyền này, $3,990. Super rẻ quý vị, một cái viên hộp xoàn giọt nước 8 ly rưỡi nghĩa là 1 carat 60, và cái vỏ hộp xoàn đi xung quanh đây là những cái viên kim cương rất là to nha quý vị. Cái vỏ này thì thôi quý vị nhìn vào vì sẽ bị cuốn hút vì cái vỏ này. À, họ làm rất là đẹp, dài cũng khoảng đâu 1 inch hơn một cái hình giọt nước. À, đi một cái vòng kim cương xanh nổi bật ngay chính giữa, rồi mình lại có một viên kim cương to, chủ yếu lại là viên kim cương giọt nước một carat sáu mươi. Mà chỉ có 1.000
3.990 đồng. Đẹp mà sang, đối với là thích kim cương màu xanh nha. Đó, với một cái kim cương giọt nước ngay chính giữa màu trắng. Nhờ cái vỏ này, quý vị thấy không? Nhờ cái đường kim cương màu xanh nó làm cho cái mặt dây chuyền này tự nhiên nó hiện hình luôn á. Nó sáng rực rỡ và cái màu nó đẹp. Rồi đó là số 23. Một những cái mặt dây chuyền hoặc là những cái viên kim cương mà giá cắt giọt nước như Lâm Trường Vĩ giới thiệu quý vị rất là nhiều lần rồi, là nó là một trong những cái giá cắt mà cổ điển mà sang trọng nhất trong cái trong những cái bộ sưu tập kim cương đó quý vị. Ai mà thích kim cương mà hình giọt nước đó, là quý vị biết đó là những cái viên kim cương nó lung linh như là một trái lê, nó gọi là pear shape. Trái lê gọi là pear shape. Và mặt dây chuyền này là họ mình thiết kế trên đây là những cái viên hột xoàn mà đi xung quanh cái vỏ đó không thôi đã 3 ly mấy, là hột xoàn xanh mà 3 ly mấy cho mỗi viên. Cho nên quý vị thấy cái mặt dây chuyền nó đeo lên là nó rực rỡ, giống như là quý vị đang nhìn vào một cái đuôi con công nó xòe ra như vậy, và chính giữa lại là một cái giọt nước rất là tuyệt vời. Đó là thiết kế số 23. Và bây giờ số 24 lại là một cái nhẫn cũng đặc biệt. Số 24 ngày hôm nay Lâm Thủy xin mời quý vị đến là một cái viên hột xoàn 1.5 carat. Cái này là 7.5 ly, 1.5 carat nha. Và cái viên hột xoàn này á, wow, cái viên hột xoàn này là một viên kim cương của Leo, là Celebration Cut mà của GIA luôn nha quý vị. Wow, cái đây là viên hột xoàn GIA. Đó, nhìn cái vỏ này thấy sao rồi? Đây là một cặp nhẫn luôn nha quý vị, rất là sáng. Wow, cái vỏ này là những viên kim cương nước DVVS Clarity, trắng sạch và đây, đẹp. Cảm ơn em check cái viên hột xoàn này cho quý vị nha. Cái viên kim cương GIA này cũng trắng dễ sợ luôn. Cái chiếc nhẫn này một lần nữa, hôm nay quý vị thấy những cái chiếc nhẫn có những cái giá cắt của nó lạ lắm quý vị nha. Nhưng mà cái giá cắt của viên hột xoàn này là một cái giá cắt đặc biệt. Nó gọi là trong cái viên hột xoàn này á, là mình có đóng dấu cái sự celebration trên đây luôn. Wow, viên hột xoàn này 1.5 carat. Đẹp quá. Phải nói là những cái viên hột xoàn này quý vị muốn đi mua, quý vị cũng không mua được đâu. Tại vì làm sao mà mình có được những cái mình biết ở đâu bán mà mình mua, đúng không quý vị? Và cái vỏ vì thấy không, đi hai đi thêm một cái vỏ ben mà họ làm đi chung luôn. Nó làm dính lại luôn. Đó, không có rời ra. Cho nên mình khỏi lo. Nó làm mà đặc biệt cái cặp vỏ này thì phải nói là kim cương hoàn hảo luôn. Trắng thì đây là trắng. Một viên hộp sàn GIA Certified là nước H Color Celebration Cut nha quý vị, 1.57 carat. Và Lâm Trường Vĩ gửi đến quý vị chiếc nhẫn này luôn cái vỏ hộp xoàn này ngày hôm nay. Quý vị muốn biết cái giá tiền sẽ để cho quý vị bao nhiêu không? Chỉ có 9.950 đô la. Ha. Rẻ đẹp chưa? 9.950 đồng. Để mình cái giấy ra cho quý vị luôn. Cho một cái viên kim cương nhìn giống như gần như 2 carat nha quý vị. Rất là đẹp nha. Đó, khắc số đầy đủ trong đây. Cái là cái quan trọng là nó có cái số đẹp quá. Cái tên gọi của nó là Celebration, cho nên nó phải có cái signature của nó trong cái viên hộp xoàn này. Cái vỏ hộp xoàn này là họ để cái design này, nó có cần biết tại sao. Tại vì á, nếu mà mình làm cái design mà nó quá cầu kỳ đó quý vị, thì quý vị sẽ không thấy được cái sự đặc biệt trong cái giá cắt này. Cho nên là cái viên hộp xoàn này họ để nguyên theo cái thiết kế mà quý vị nhìn vô, quý vị thấy là 4 cái chấu đưa lên cao, nổi bật lên để cho quý vị cảm nhận được cái giá cắt của cái viên kim cương này nó đẹp như thế nào nha. Nói chung thì cái viên kim cương này có giấy che thì nó đẹp sẵn rồi. Đó. Và kiếm được cái vỏ để mà phù hợp thì lại càng khó hơn, mà đây phải nói là tuyệt vời luôn nha. Ui, một cặp vỏ này xuất sắc luôn.
Wow, cái viên hộp sàn Celebration Cut đó làm chị phải nói là mê hoặc với cái thiết kế đó đó quý vị. Quý vị nào thích cái mẫu thiết kế của một cái nhẫn hộp sàn mà cái giác cát của nó như là cái hoa. Mà cái này là thông thường những cái viên hộp sàn này chỉ có 5 ly mấy 6 ly thôi. Mà ở đây là cái viên hộp sàn này nó tới 1.5 carat quý vị, 7 ly rưỡi lận. Rất là lộng lẫy luôn. Và cái viên hộp sàn này khi mình nhìn vô mình mới thấy là nó sáng và nó chiếu sáng như thế nào. Thì dĩ nhiên những cái viên hộp sàn này quý vị đâu có thể nào mình ra đường mình nói tôi muốn mua cái viên hộp sàn Celebration Cut là tự nhiên có người bán cho quý vị. Không bao giờ có cái chuyện đó. Bởi vì đây là những cái sản phẩm của những cái thương hiệu cao cấp, những cái sản phẩm đặc biệt, độc đáo. Nó có signature ở trên đó. Và cái vỏ hộp sàn này cũng vậy quý vị, cái vỏ này không thôi cũng là một cái signature để người ta làm. Nó perfect, nó nghĩa là nó hoàn hảo, nó vừa vặn và nó tôn lên cái nổi bật của những cái đường nét, những cái giác cắt của cái viên hộp sàn đó. Cho nên là cái vỏ hộp sàn nó phải làm cho viên hộp sàn và tổng thể một cái nhẫn nhìn nó sang trọng và nó tăng cái giá trị lên hơn. Chứ mình không thể nào mà làm cái vỏ nó làm cho cái nhẫn bị lu mờ đi vì một cái gì đó. Đó là mẫu thiết kế số 24 và chúng ta xin mời quý vị qua số 25 là một cặp bông tai. Đây có chần coi cặp bông tai này nha. Wow. Cặp bông tai quen. Một cặp bông tai to nhớ vị, nó to hơn cái đồng 25 cm nhiều lắm nha. Đó, đây là một cặp bông tai quen mà to đếm đo cái viên kim cương này khoảng mấy ly nha. Wow, nó tới 3 ly 6, 3 ly 7 là quý vị ơi. Cho mỗi viên kim cương đây nó là 3 ly 7 nha. 3 ly 7, 3 ly 8 không chừng. Họ đi cái kiểu mà inside out. Một cái đường kim cương ở ngoài, một cái đường kim cương ở trong. Thì mỗi lần mình đeo lên thì nhìn vào giống như cái kiểu eternity á vị. Đó là coi như mình đi nguyên một cái vòng kim cương hết. Nhưng mà đây cái thiết kế thì họ làm vậy nó giảm bớt cái số tiền của mình. Thì họ làm thêm nửa vòng ở trong, nửa vòng ở ngoài. Và đều là những viên kim cương khoảng 3 ly 7, 3 ly 8. Rất là nhiều kim cương. Cái cặp bông tai này em nghĩ chắc cũng nặng tiền rồi nha. Tại vì không phải giỡn đâu. Em coi đếm bao nhiêu viên nha. 2, 4, 6, 8, 10, 11 viên ở ngoài. 2, 4, 6, 7 viên ở trong. Là tổng cộng 18 viên cho một mỗi bên. 36 viên. Rồi đây viết cho giùm em luôn. Quý vị thấy là đây là mỗi cặp bông tai hộp xoàn. Mỗi viên hộp xoàn này gần như 4 ly á. Oh wow. Cái này là tiếp 3 ly rưỡi mà nhìn nó giống như 4 ly đó quý vị. 3 ly 8 cũng có. Từ 3 ly 7, 3 ly 6 cho đến 3 ly 8 mà mình có là 36 viên. Bây giờ 36 viên quý vị cứ nhân cho em đi. 36 viên nhân cho 190 đồng là quý vị thấy cặp bông tai là 6.800 đô la. Mà nói tới cái vỏ, cái kiểu mà cái khoen này đeo đó quý vị, nó chắc lắm nha. Mình phải bóp nó vô phía sau thì quý vị mới đeo cặp bông tai này được. Cặp bông tai này là tuổi nào đeo cũng phù hợp hết đó quý vị. Bởi vì nó bự hơn cả cái đồng 25 cm. Ngày hôm nay Lâm Chuỵ sẽ để cho quý vị giá rất là rẻ nha quý vị. Lâm Chuỵ tính cho quý vị là 120 đồng cho một viên này thôi nha. Và Lâm Chuỵ gửi đến quý vị cái cặp bông tai này với giá là 4.950 đô la. Cái này là 4.950 đô la. Quý vị trừ đi tiền vàng của cặp bông này hết 990 đồng, còn lại 3.900. Quý vị chia cho 36 viên, một viên này chỉ có 90 mấy đô la thôi quý vị. Một viên hộp xoàn 3 ly 6, 3 ly 8 chỉ có 90 mấy đô la cho cái cặp bông tai này. Cặp bông tai này chắc chắn với quý vị là one of the kind. Không có chiếc thứ hai mà mình bán cái giá này và mình cũng không có cặp thứ hai luôn. Cái này chỉ có một cặp duy nhất để bán cho quý vị mà thôi nha. Em nói rồi, cặp bông tai này dễ sợ lắm. Đẹp lắm, nếu quý vị nào thích đeo một cặp bông tai to mà đẹp á, mà phải nói là lộng lẫy đó, không phải đẹp không mà lộng lẫy á. Thì đây cặp bông tai nó rồi, không phải giỡn đâu nha. 4.950 đồng cho 36 viên kim cương, dễ sợ. Cái cặp bông tai đó là một trong những cái cặp bông tai mà quý vị muốn đeo một cặp bông tai hộp xoàn mà bự như vậy mỗi viên á,
quý vị phải bỏ ra số tiền là trên 15 đến 16 ngàn đô la mới có thể mua cặp bông tai đó. Cặp bông tai đó không có bao giờ mà ba ly mấy, mà cái vỏ đó người ta thiết kế là kiểu bốn chấu hình vuông vứt đi thành cái vòng tròn, cho nên là khi mình đeo lên á mà nó là inside out, nghĩa là hột xoàn người ta nhận cả phía trước và cả ở bên trong. Nhiều quý vị nào mà không hiểu về kim cương hoặc là thiết kế thì quý vị cứ nghĩ là khi mình nhận hột xoàn ở bên trong nhìn như vậy nó phí. Không hề phí quý vị. Cái cặp bông tai mà nếu mà hột xoàn đi từ mặt ở bên ngoài và cái mặt ở bên lòng trong của cặp bông tai hoop earrings á, quý vị sẽ thấy khuôn mặt của mình nó sáng rực lên hơn nếu mình có khả năng mua cặp bông đó. Còn nếu nó đi một đường thì quý vị chỉ cảm nhận được nó chỉ đi có là một chiều, có nghĩa là mình chỉ nhìn mặt trước thôi. Còn khi mà người ta nhìn nghiêng hay nhìn bên hông á, tự nhiên mình sẽ không thấy cái độ chiếu sáng của cặp bông nó nữa, cho nên là nó bị giảm đi cái độ ánh sáng. Cho nên cặp bông tai này rất là nhiều người mà muốn đeo những cặp bông tai hoop earring mà bự như vậy, họ không thấy những cặp bông tai này, trừ khi họ phải đến những cái tiệm kim cương cao cấp mà mười mấy ngàn đô la trở lên. Rồi số phone của công ty là 310-968-0577. Quý vị nhớ apply cho chương trình trả góp 6 đến 12 tháng không tiền lời. Và bây giờ chúng ta qua số 26. 26 sẽ là một cái lắc tay hột xoàn. Ở đây là cái kiểu này cũng 3 ly rưỡi nha quý vị. 3 ly 4, 3 ly rưỡi. Wow, cái lắc tay này là hột xoàn 3 ly 3, 3 ly rưỡi. Từ 3 ly 3 đến 3 ly rưỡi. Đây có bao nhiêu viên ở đây? Cẩn thận luôn nha. Wow, 3 ly rưỡi nha. Cái lắc tay này đẹp quá. Wow, phải nói là những cái lắc tay này mình càng ngày mình càng không thấy những cái kiểu này trên thị trường nữa ha. Tiền vàng là hơn 1.100 đô la rồi đó quý vị. Đẹp ha, đẹp quá, sáng chiếu. Cái này bao nhiêu tiền ha? Bao nhiêu viên thâu đồ rồi? Yeah. 19 viên. 19 viên rồi, quý vị lấy 19 viên, quý vị nhân cho 3 ly 3, em tính cho quý vị 150 đồng thôi là tiền vậy. Tiền hột xoàn tròn thôi là 28.2008 cộng với tiền vàng là 1.500 là 4.300, chưa nói tới tổng cộng là gần 3 carat hột xoàn ống đi xen kẽ. Sợi dây lắc tay này là 6.500 đồng mà ngày hôm nay Lâm Trụy chỉ để đặc biệt cho quý vị, chỉ còn có wow 3.950 đô la mà thôi, 3.950 đồng cho cái lắc tay này, rất là đẹp nha quý vị. Mình nói tới cái lắc tay hột xoàn mà đi thiết kế như vậy, để em coi chị cho hai chia cho bao nhiêu viên, nãy có chồng nói là 19. Ok quý vị, nếu mà em tính như vậy tính ra là có 100 mấy đồng cho một viên, 103 đô la cho một viên hột xoàn 3 ly 3, 3 ly rưỡi. Cái vỏ hột xoàn này là khoảng 1.900, thì còn lại 1.900 mình chia cho 19 viên thì có 90 mấy đồng đến 100 đồng thôi. Vâng, họ đi cứ một viên, họ làm cái chấu diamond cut cho nên nhìn nó to, nhìn giống như là 4 ly rưỡi, 5 ly. À, mà này là 3 ly mấy, quý vị thấy rồi. Rồi cái khoanh là một những viên kim cương baguette. Đó, cái một khoanh là kim cương tròn, một khoanh là kim cương baguette nha quý vị. Đó, đi cái lắc tay, nhìn nó to hẳn ra. Nhìn nó rất là to, giống như mình nhìn từ xa là mình đeo viên kim cương 4 ly mấy á. Tới gần 20 viên kim cương như vậy. Và nó rất là sáng, rất là chiếu, rất là đẹp. Cái nói đến chiếc lắc tay này thì mới thấy cái kiểu rồi đó, ai nhìn thì cũng thích. Wow, cái lắc tay đó là cái kiểu nhìn nó lộng lẫy mà với cái giá tiền nó rất là rẻ. Nếu mà mình mua cái lắc tay đó là 4 ly thì cũng mười mấy ngàn trở lên thì quý vị mới đeo được, thì tự nhiên quý vị thấy là nó rất là mắc tiền. Ở đây là mình đeo nó rực rỡ mà chỉ có 3.000 mấy, bằng 1/4 một cái lắc tay hột xoàn 4 ly thôi, mà ở đây là tới 3 ly mấy mà đi cái chấu diamond cut, nhìn nó y chang như một cái lắc tay hột xoàn bự vậy đó. Đó là mẫu thiết kế số 26, một cái thiết kế rất là đặc biệt. Nói về lắc tay mình đi xen kẽ vừa hộp xoàn tròn vừa hộp xoàn ống đi xen kẽ từng đoạn, nó tạo thành nguyên một cái vòng cổ tay rực rỡ và lấp lánh vô cùng luôn. Ngày hôm nay Lâm Trụy sẽ có một cái cặp bông tai rất là đặc biệt để giới thiệu đến quý vị trong chương trình. Quý vị nào mà đang coi chương trình ngày hôm nay, quý vị thấy là một chương trình sale nãy giờ quý Trần thấy là hấp dẫn không? Những cái ngày mà cuối của tháng 10 mà Lâm Trụy có thể dàn dựng đem lên cho quý vị một cái chương trình kim cương mà nó quá là rực rỡ như vậy. Chính bản thân em nhiều khi em nhìn em thấy nó cũng cũng đẹp. Nhìn từng cái sản phẩm mình nói chứ trời ơi,
Nếu mà mình mà không phải bán ngành hột xoàn chắc mình cũng bị hơi bị tốn lắm, chắc bán nhà bán cửa để ra mua hột xoàn đeo. Thì có vẻ nhiều khi em thấy chứ là em cũng có nhiều cái đam mê, cho nên là có Trần có đam mê gì hiện giờ không? Thích mua cái gì không? Hay đi shopping mua cái gì? Chỉ quần áo thôi. Cái gì chắc cũng có rồi, đâu cần mua gì, mua áo quần cho vui thôi. Mua có mặc không? Hay mua cho vui thôi. Mặc chứ. Không mua, mua không mặc thì thôi. Có hôm nay có mặc đồ này mới, hôm nay mặc áo mới này hả? Dạ. Này mới không? Cái này cũng ok. Ok là sao? Một là mới, hai là cũ chứ ok là sao? Không, không hiểu. Áo này nói thật sự nha, cũng lâu rồi nhưng mà em không dẫn mặc. À vậy là mới nhưng mà chưa mặc. Nghĩa là mới nhưng chưa mặc, nhưng mà nó cũ là bởi vì lâu rồi. À, cho nên chuyện này cũng hơi khá là hơi bình thường ở đó, nhiều khi mua quà cất đó thôi. Dòng. Em nói thật sự quý vị, em có những cái bộ áo quần em mua về xong rồi em ngắm. Lúc mà mình mua thì em coi em thích lắm. Nhưng mà em đem về thì tự nhiên cái nhiều khi cũng không để ý, như em mở ra coi lâu mở ra thôi. Thì cái đến 1-2 tháng sau mình mở ra mình nhìn thì tự nhiên có thể là nó ngay cái lúc mà nó thay đổi thời tiết nữa. Ví dụ như nếu mà em mua cái như là bây giờ mình nói thời điểm bây giờ, nếu em mua khoảng đâu đó là tháng 9 đi. Bây giờ vô tháng 10 tự nhiên cái áo mà em mua tháng 9 nó thuộc về cũng lưng chừng mùa hè. Và bây giờ nó vô ngay cái mới có mấy tuần thôi quý vị, em lại không có thích mặc nó nữa, cái bao đầu em cất đó. Nhưng bảo đảm quý vị, một năm sau mà trở lại cái mùa hè để em đã cầm nó ra thì có thể là nó thay đổi cái thị hiếu của em rồi, hoặc là không vừa nữa, hoặc là nhiều lý do khác nhau. Cho nên là rất là vui để mà khi mà quý vị cũng như mọi người trong đời sống quý vị không còn đam mê thì quý vị đã mất đi rất là nhiều thứ quý vị. Cái đam mê đó nó là cái phần quan trọng để tạo cho quý vị cái immune system của mình là cái gì, cái chất đề kháng. Tại vì khi mà mình còn hoạt động về cái cơ thể mình, cái cảm xúc mình thích cái đó, mình tim mình nó rung động, hay là mình nhìn cái đó mình không thích, hay là mình nhìn cái kia mình suy nghĩ về nó, thì quý vị biết là cái cơ thể mình nó đã bắt đầu nó cho quý vị được những cái gọi là cái như tập thể dục và cái brand của mình vậy đó. Cho nên là quý vị coi chương trình của em thì nếu mà quý vị chưa mua thì ít ra quý vị cũng sao, quý vị cũng bị rung động phải không? Ừ. Có sức khỏe lên không? Nha, rồi cảm ơn quý vị. Những cái gì mà mình thích, tự nhiên là cái tim mình đập lên. Em cũng thích cái kiểu vậy đó ha. Trời, nó vui, nó làm cho mình sảng khoái, mình phải đi làm hay là cái gì đó làm cho mình bắt buộc mình phải. Tại vì sao? Tại vì mình thích là mình phải trả giá đó. Thích thì phải trả giá, bây giờ có cái giá này để trả nè quý vị. Cặp bông tai này á, là trước khi giới thiệu cặp bông này em xin nhắc lại với quý vị, cặp bông tai này mình là có tới 5 cho đến 7 cái size khác nhau. Một cặp bông mà mình có nhiều size khác nhau. Áo quần á, thì em không biết là quý vị mua size khác nhau thì nó có khác tiền hay không, là em nghĩ chắc không khác bao nhiêu. Tại vì từ size small rồi đến size lọt nó nhích ra một chút, có miếng vải chẳng có ăn nhầm cái gì đó. Nhưng mà kim cương nó khác, cái cục hột xoàn nó nhỏ vậy nè, mình đi đào nó ra đó, nó dễ kiếm lắm. Nhưng mà hột xoàn mà nó chỉ bự hơn một chút xíu thôi, bắt đầu nó ít có lại hơn, bắt đầu nó lên tới 1 carat thì càng hiếm có hơn, mà lên tới 4-5 carat, 10 carat, 20 carat thì cái xác suất để mà người ta đào được cái viên hột xoàn bự đó nó càng nhỏ lại thì cái giá trị nó càng giữ cao bấy nhiêu. Thì cái cặp bông tai này là cặp bông tai kích thước về cái size là lớn nhất trong cái thiết kế này. Cái thiết kế này nó đặc biệt lắm nha quý vị. Ở đây là quý vị thấy là hai cái viên kim, hai cái hình con bướm bướm mà nó bự bằng cái đồng 10 cent. Quý vị biết là nó bự như vậy đó. Thì mỗi cái viên hột xoàn này á, ở đây là mình tuyển chọn hột xoàn nước đi hết. Mỗi viên hột xoàn này đó quý vị là gần như là 6 ly rưỡi cho mỗi viên. Từ 6 ly đến 6 ly rưỡi cho mỗi viên. Nó bự đến như vậy đó quý vị. Cặp bông tai này á, là cái giá trị nó là khoảng từ 4-5 ngàn đô la. Cái này là hột xoàn hình Morkis. Cái kéo của em mất hết luôn, còn có gì ở đây hết. Cái ai dọn lại em đây. Ok, cái kèm, cái kéo, nhưng bác mấy bạn nhân viên dọn hàng, dọn sạch hết đồ của em rồi. Ok quý vị, cặp bông này bao nhiêu viên đây? Cái thiết kế này là con bơm, ồ chết cha. Okay. Có 8 viên kim cương, 8 viên hột xoàn nha. Wow, đẹp quá. Cái này là mình có cái đôi bông này rồi, nhưng mà cái đó là bản nhỏ, cái cặp này bản to. Cái cặp bông tai này bằng vàng 18, tổng cộng hột xoàn đây là 2.50 carat, hột xoàn 8 ly rưỡi nha quý vị. Cái này là hơi khó kiếm rồi nha. Em làm mất cái đuôi bông rồi.
Ok, rồi thôi tí nữa kiếm đi quý vị. Cặp bông tai này ngày hôm nay Lâm Trường Vị sẽ để cho quý vị giá là 2.490 đô la cho cặp bông tai này. Cặp bông tai này nó trị giá là 5.000 đô la, 2.490 đồng. Em chỉ có hai cặp bông này thôi, ít lắm quý vị. Nhưng mà cặp bông tai này nó sang lắm. Em nói quý vị rồi, nó rất là sang, vô cùng sang. Nếu mà bây giờ quý vị phải chọn lựa giữa cặp bông này với một chiếc nhẫn hột xoàng, em nghĩ quý vị ngưng ngay chiếc nhẫn, lấy cặp bông này liền cho em. Bởi vì cặp bông tai này không có thể nào dễ làm được đâu nha. Nè, cái này của em ngay chân em thôi. Đỡ khổ. Không có gì đối với em là khổ hết quý vị. Chỉ có không có sức thôi, chứ còn mọi thứ là em là nó nằm ngay trước mặt em thôi quý vị. Như là cái năng lượng của em là có rớt cái gì nó nằm ngay đây thôi nè, nằm lẫn quẩn ở đây thôi là đó. Đẹp không? Hột xoài nước đi, tất cả viên hột xoài này nước đi. Mà cái này, cái đợt hàng này nó đẹp lắm quý vị ơi. Nước đi VSSI Clarity mà nó sáng, nó chiếu sáng ngời ngợi luôn. Giống như con bướm, nó giống hoa bốn cánh. Nó là cái hoa, là con bướm bướm 2.490, mình trừ đi tiền vàng là 600 đồng. Mình chia cho 6 viên, à 8 viên. Một viên hột xoài này là 230 đô la. Quý vị ở đây là 6 ly đến 6 ly rưỡi cho một viên hột xoàn. Cái cặp bông tai con bướm bướm này, nếu mà quý vị phải lấy thì quý vị nên lấy cặp bông này để dành đó. Quý vị đeo cặp bông tai này nó fashion, nó sang trọng, nó đặc biệt, nó độc đáo. Bởi vì nó là một cái cặp bông tai mà rất là cái design của nó đó quý vị. Là những cái thương hiệu lớn người ta làm cái này, người ta bán cả mười mấy ngàn đô la cặp bông tai này. Em coi coi đẹp lắm nha, nó trắng. Nó sạch, nó chiếu. Cái này đeo cặp bông này lên thì thôi nó rực rỡ. Nhưng mà tụi y là mình giống như mình bỏ mấy ngàn đồng. Ok, cặp bông tai này trong Tiffany bán bao nhiêu? Wow, gần 30.000 đô la. 27.000 này. Quý vị, gần 30.000 đô la. Kiểu bông tai giống vậy á, 27.900 đồng cộng với tiền thuế vô. Wow, oh my god, oh my god, quý vị ơi, mắc quá. Những cặp bông tai này cũng, oh my god, cặp bông tai này, nói thật sự quý vị nha, cặp bông tai này em bán thì em cũng là không có định hình cái giá bao nhiêu đâu. Em không có nhớ được cái giá lên, mà em biết là tổng cộng lấy gần 2 carat mấy hột xoàn để làm lên cặp bông đó, thì một cái viên hột xoàn đó mình tính là cũng phải trên 600 đồng. 600 mà nhân cho 8 viên là 600. Wow, nhân cho 8 viên. Ừ, cặp bông tai nó nãy mình nói giá bao nhiêu vậy? Dạ 2.490. Hiện tại bây giờ thì nếu quý vị lấy thì nó thì ok, em không dám hứa nha. Và chúng ta sẽ bước qua một cái thiết kế số 29. Rồi 29 là một cái nhẫn hột xoàn 2.5 carat. Ồ, 2 cara, cái nhẫn này hột xoàn là viên hột xoàn 2 cara nha quý vị. Đây là một viên hột xoàn 2 cara. Wow, nước G Color SI Clarity. Và chiếc nhẫn này Lâm Chủy gửi đến quý vị giá chỉ có 10.800 đô la mà thôi. 10.000, để quý vị 10.500 đồng nhanh gọn luôn quý vị. 10.500 đô la. Đây là một cái mẫu vỏ nhẫn hột xoàn, đi xung quanh đây là 5 viên, 5 đường viền kim cương. Mẫu thiết kế được design là bằng vàng 18K màu trắng, và hột xoàn xung quanh đây là 2.5 ly nha. Rồi lại thêm một chiếc nhẫn giá trị cao nữa. Cái vỏ nhẫn thì quá đẹp ha. Đi 5 đường kim cương nha, giống như dọc hai bên đó. Rồi thêm một cái đường kim cương mà bọc xung quanh cái viên kim cương to này á. Họ đi rất là đặc biệt với cái kiểu vậy, nhìn giống như cái bông mà nó hiện ra đó, đi với những cái chấu nhưng mà mình không thấy cái chấu, mình chỉ thấy những viên kim cương rời thôi, lấp lánh long lanh à. Rồi để đưa lên một viên kim cương em nghĩ chắc cũng khoảng gần 2 carat nổi bật ngay chính giữa. Rồi này đeo lên bảo đảm quý vị ai nhìn cũng thích hết á. 10.500 đồng cho một chiếc nhẫn, phải nói là cái vỏ thiết kế quá xuất sắc luôn. Đeo cái viên kim cương lên nhìn nó giống như là 3 carat vậy. Tại biết quý vị sao, nó ăn gian từ cái phía dưới đó, nó đi cái viên kim cương vừa khích với cái phía dưới, nó không có hở, cho nên nhìn cái viên kim cương nó xòe ra giống như viên kim cương to đó.
Wow, chiếc nhẫn này chỉ có bao nhiêu? 10.500 đồng. 10.500 đồng. Wow, ngày hôm nay tất cả sản phẩm được on sale rất là rẻ nha quý vị. Một lần nữa, tất cả những sản phẩm, bất kỳ sản phẩm nào quý vị muốn apply chương trình trả góp từ 6 đến 12 tháng không tiền lời thì quý vị có thể vào website quý vị apply. Rất là dễ quý vị, khách hàng của công ty chúng tôi, trừ khi quý vị không có biết cách dùng internet thôi, chứ nếu mình biết cách dùng, biết cách điền đơn thì quý vị làm trong vòng chỉ có 2 đến 3 phút thôi, rất là nhanh, gọn, dễ dàng, không có một cái gì khó. Nếu mà quý vị không được qualify thì người ta sẽ không cho quý vị cái số account. Nếu mà quý vị được qualify thì tự nhiên người ta sẽ cho quý vị cái số thẻ ngay lập tức trong vòng chỉ 2 đến 3 phút. Còn quý vị nào không biết cách apply thì quý vị có thể nhờ người thân mình, con cháu mình apply là cách dễ nhất. Bởi vì trừ khi quý vị ra tiệm thì Lâm Trụ cái hỗ trợ cho quý vị, chứ còn qua mạng thì nó cũng hơi khó. Cho nên là mình ngày hôm nay tất cả những cái thông tin điền đơn gì nó đều nằm ở trên cái online để cho quý vị có thể tự apply để quý vị có thể mua trả góp từ 6 đến 12 tháng không tiền lời rất là dễ dàng. Rất là cảm ơn tất cả quý vị đến với chương trình ngày hôm nay, một chương trình đặc biệt của những ngày gần cuối, tuần cuối cùng của tháng 10, mùa thu đang chào đón chúng ta, và tất cả sản phẩm sẽ lần lượt được đem lên on sale trong cái mùa holiday năm 2024, và mình sẽ chuẩn bị khai trương tiệm mới nữa. Trên rất là nhiều những cái event đang chuẩn bị bất ngờ. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình thứ 3 tuần sau. Chúc tất cả quý vị những ngày cuối tuần, những ngày đầu tuần thật là nhiều điều tốt đẹp, hạnh phúc và may mắn. Xin chào, tạm biệt.